Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 366. Chu Dương trợn mắt há hốc mồm. Anh là người tốt, Giang Yến nói rất dịu dàng, quanh quẩn ở trong tai Chu Dương mãi không tản đi. Lòng Chu Dương lặng thinh, anh không ngờ trên đời lại có một người phụ nữ nói anh là người tốt. Hơn nữa, người phụ nữ đó còn là cô nàng xinh đẹp Giang Yến. Thật ra thì, tôi không phải người tốt. Chu Dương hơi giật khóe miệng, khẽ nói. Hiển nhiên Giang Yến cũng hiểu ý anh, cô che mặt cười khẽ. Bầu không khí lạnh lùng giữa hai người trước đó đã tan biến chỉ sau một câu nói đùa, trở nên thoải mái hơn hẳn. Chu Dương thấy thế thì trong lòng cũng dần bình tĩnh lại, cảm thấy có lẽ Giang Yến sẽ không cố ý tiếp cận mình, vì thế tâm trạng anh cũng vui vẻ hơn. Nhưng hai người họ trò chuyện ở trong phòng, nên không biết bây giờ bên ngoài đã trở mặt sắp cãi nhau. Buổi tiệc tối của Giang gia mời tới toàn bộ đều là thanh niên tài giỏi ở tỉnh Thương Tây, với mục đích kén rể cho Giang Yến. Những người tới tham gia bữa tiệc cũng đều nhằm vào mục đích đó. Tuy Chu Dương đã gây ra một trận náo loạn lớn trong buổi tiệc, nhưng cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều đến cảm xúc của mọi người. Dù sao thì bọn họ cũng không có mâu thuẫn gì với Chu Dương. Đối tượng bọn họ hứng thú vẫn là Giang Yến, nhưng đã qua hơn 2 tiếng, nhân vật chính của buổi tiệc Giang Yến vẫn chưa xuất hiện, khiến không ít người bất mãn và lên tiếng chất vấn. Chúng tôi đợi ở đây đã hơn 2 tiếng rồi, không biết bao giờ tiểu thư Giang Yến mới xuất hiện. Đúng đấy, chúng tôi tới đây vì tiểu thư Giang Yến, tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy cô ấy đâu? Chẳng lẽ tiểu thư Giang Yến cảm thấy chúng tôi chướng mắt? Đã thế thì còn tổ chức bữa tiệc này làm gì? Nhanh lên đi anh Giang, mau mời Giang Yến ra đây, cũng không thể để chúng tôi cứ chờ mãi như thế chứ. Hay tiểu thư Giang Yến không hề có mặt ở đây? Sắc mặt của mọi người ở trong buổi tiệc đều rất khó coi. Cả đám người nhìn chằm chằm vào Giang Hành Nguyên, là ông ta bày ra, thì ông ta phải đưa ra được một lời giải thích hợp lý. Hoặc để cho Giang Yến xuất hiện ngay bây giờ, hoặc thẳng thắn thừa nhận Giang Yến không hề có ở đây. Ngay lập tức, vẻ mặt của Giang Hành Nguyên rất u ám, ông ta bất lực không nói được câu nào. Còn ba người Dư Hoa, Đỗ Văn và Đường Văn Trung biết tình huống cụ thể, nhưng họ có quan hệ đồng minh với Giang gia, bây giờ đứng ra vạch trần thì không hay bọn họ cũng đang thầm nghĩ không biết Giang Yến đã đi đâu. Đám người Trương gia ở bên cạnh thì quay sang nhìn nhau, rõ ràng không nghĩ tới tình huống sẽ thành như thế. Giang Hành Nguyên bị mọi người dồn ép mà chẳng thể làm gì được, khiến cho đám người Trương vô cùng sung sướng. Hừ, vốn dĩ Giang Yến không hề có mặt ở trang viên của Giang gia. Các người có nằm mơ mới gặp được cô ta. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên. Tất cả lập tức ổ lên, mọi người đều dồn ánh mắt về phía người vừa lên tiếng. Trương Đào của Trương gia. Trương Đào, đừng nói lung tung. Trương Luân thay đổi sắc mặt, vội vươn tay ngắn lại Trương Đào, không cho hắn nói tiếp, sau đó nhìn mọi người với vẻ trấn an. Thằng con nhà tôi ăn nói linh tinh, mọi người đừng nghĩ là thật chỉ là lời ông ta nói không hề có tác dụng. Trương Đào đã nói ra được những từ then chốt, vậy nên dù có giải thích thế nào thì mọi người cũng không quan tâm. Bọn họ chỉ biết lúc này Giang Yến không ở trong trang viên của Giang gia. Bọn họ còn bị Giang gia lừa dối, mất công đợi hơn 2 tiếng. Hừ, Giang Hành Nguyên, ông phải cho chúng tôi một lời giải thích. Đúng đấy, rõ ràng tiểu thư Giang Yến không ở đây, sao ông không nói với chúng tôi? Chẳng lẽ thời gian của chúng tôi không quan trọng sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng đấy, tôi thấy không cần thiết phải tổ chức buổi tiệc tối này đâu. Chúng ta đi thôi, Giang Hành Nguyên, nếu như không ông không đưa ra lời giải thích, thì sau này không xong với chúng tôi đâu. Kể cả Giang gia ông, chúng tôi cũng không sợ. Ngay từ đầu mọi người đã thấy nghi ngờ, bây giờ Trương Đào chợt nói ra một câu như thế, lập tức châm ngòi thuốc nổ ở trong lòng mọi người. Rất nhiều người đều ồn ào quát tháo, sắc mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Đủ rồi, khuôn mặt Giang Hành Nguyên tối sầm lại, liếc nhìn Trương Đào, trông có vẻ đang rất tức giận. Ông ta không ngờ rằng Trương Đào lại chợt nói ra câu đó vào ngay lúc này. Rõ ràng chỉ có một vài người biết được tin Giang Yến không có ở đây. Hơn nữa Trương Đào không hề nằm trong số những người ấy. Hừ, Giang Hành Nguyên, tình hình bây giờ đã rất rõ ràng rồi. Đã hơn 2 tiếng trôi qua, tiểu thư Giang Yến vẫn chưa chịu xuất hiện. Chỉ sợ là, cô ấy đã không có ở đây. Hay là, cô ấy thấy chúng tôi không vừa mắt. Đã thế thì ông cứ nói thẳng ra đi, chúng tôi vẫn biết tự lượng sức mình. Một người đàn ông trung niên đứng trong đám người hô to với Giang Hành Nguyên, thái độ không hề do dự. Giang Hành Nguyên đanh mắt nhìn. Nhận ra người đàn ông trung niên nói chuyện là ai? Người của Đinh gia ở Trường Sa.
Trước kia Đinh gia vẫn luôn phụ thuộc vào Giang gia, mà Định Lập thế hệ trẻ trong gia tộc cũng có mặt ở đây. Lúc này, Đinh Lập đang đứng ở ngay bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng. Giang Hành Nguyên biết, Đinh gia và Trần gia có quan hệ rất tốt. Nếu Đinh gia đã ra mặt, vậy Trần gia thì sao? Giang Hành Nguyên còn chưa kịp suy nghĩ, thì Trần Lễ gia chủ Trần gia cũng đã lên tiếng. Các vị, Giang gia đã đùa cợt chúng ta như thế, không biết có phải hay ở trong mắt Giang gia, chúng ta chẳng đáng gì. Ông ta muốn đối xử với chúng ta như thế nào cũng được. Trần Lễ nói rất mạnh mẽ chính trực, thoảng chốc đã khiến rất nhiều người đồng tình. Chỉ trong phút chốc, rất nhiều người ở trong buổi tiệc đã lên tiếng phụ họa. Nhất thời Giang Hành Nguyên và cả Giang gia đều rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Được, nếu mọi người đã yêu cầu thì tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích. Người đâu, lập tức cho người đi tìm tiểu thư. Nhất định phải tìm tiểu thư bằng được. Mặt mũi Giang Hành Nguyên u ám. Dứt lời, ông ta liền nhìn về phía mọi người, nhất là mấy gia tộc cầm đầu như Đinh gia và Trần gia. Như thế mấy người đã hài lòng chưa? Giọng điệu của ông ta không hề thiện chí. Rõ ràng Giang Hành Nguyên đang rất tức giận. Đinh gia, Trần gia và cả mấy gia tộc khác đều là gia tộc phụ thuộc vào Giang gia, bị Giang gia khống chế. Trong đó, Trần gia còn có quan hệ thống gia với Giang gia. Đáng lẽ những gia tộc này phải ủng hộ Giang gia. Có điều bây giờ tất cả đều muốn làm khó gia tộc này, bầu không khí trong buổi tiệc lập tức trở nên căng thẳng. Nếu anh Giang đã có quyết định, vậy thì chúng ta hãy đợi ở đây một lát, hy vọng anh Giang thật sự có thể tìm được tiểu thư Giang Yến. Sắc mặt Trần Lễ vẫn như thường, thờ ơ nói, sau đó tìm nơi ngồi xuống. Buổi tiệc tối trở nên giang dở, đám bảo vệ của Giang gia đồng loạt ra ngoài, gây nên xáo động không nhỏ ở thành phố Trường Sa. Nếu Giang Yến không có ở trang viên của Giang, vậy trong thời gian ngắn như thế, chắc chắn cô ấy vẫn chưa rời khỏi Trường Sa. Huống chi, hành lý và giấy tờ của Giang Yến vẫn còn ở trong phòng, chưa bị mang đi, vậy thì càng chứng tỏ cô vẫn đang ở Trường Sa. Chu Dương và Giang Yến đang trò chuyện vui vẻ ở trong khách sạn, không hề biết được những chuyện này. Lâu lắm rồi tôi không đi dạo ở Trường Sa, anh có muốn ra ngoài đi dạo với tôi không? Giang Yến nhìn đồng hồ xem thời gian, mỉm cười đưa ra lời mời. Chương 367. Ban đêm ở Trường Sa vô cùng sầm uất, người Trường Sa cũng nhiệt tình như lửa. Thế nên dù cho Đông Hải sầm uất hơn Trường Sa rất nhiều, nhưng cảnh đêm ở Trường Sa cũng không kém sắc hơn là bao. Mà nơi sầm uất nhất ở Trường Sa chính là khu phố dành cho người đi bộ. Bất kể ngày hay đêm, lượng người qua lại cũng rất đông đúc. Từ lúc cửa hàng của công ty Danh Dương khai trương cho tới nay, đã càng kéo thêm nhiều người qua lại trên con phố này. Chu Dương và Giang Yến chậm rãi bước đi trên đường. Bầu không khí giữa hai người rất thoải mái. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, sau đó càng hiểu rõ lẫn nhau. Chu Dương là đàn ông đã kết hôn, thế nên Giang Yến cũng không lo lắng anh sẽ làm gì cô. Còn Chu Dương thì cũng chẳng thể làm gì với Giang Yến vào lúc này. Một người không hề phòng bị, một người không hề có toan tính. Chu Dương và Giang Yến tựa như hai người bạn thân đi dạo cùng nhau. Nhiều năm rồi mới trở lại, không ngờ bây giờ Trường Sa phát triển tốt như thế. Giang Yến nhìn cảnh đêm sầm uất trên con phố đi bộ, khẽ thở dài nói. Cô rời Trường Sa, ra nước ngoài du học đã nhiều năm, vẫn không chú ý đến sự phát triển của Trường Sa. Mặc dù cô về nước cũng được khoảng một tuần, nhưng cô vẫn luôn ở trong phòng mà chẳng đi đâu, thế nên cô vẫn không hiểu rõ tình huống bên ngoài thế nào. Ha ha, đúng là bây giờ Trường Sa đang phát triển rất nhanh. Chu Dương phụ họa, anh không quá hiểu rõ về Trường Sa. Anh ở đây cũng đã được một thời gian dài. Nhưng anh không có thời gian rảnh rỗi để đi dạo như hôm nay, thế nên chỉ có thể nói thêm vài câu đơn giản như thế. Kìa, ở kia có một cửa hàng, chúng ta qua đó xem thử đi. Bỗng nhiên, Giang Yến như phát hiện ra mảnh đất mới, vội vàng đi thẳng về phía trước. Còn Chu Dương thì cảm thấy không biết phải làm sao, bởi vì cửa hàng Giang Yến nhìn tới, chính là cửa hàng của công ty Danh Dương. Mọi người ở trong cửa hàng đều biết anh, đến lúc anh đi vào, bị nhân viên trong cửa hàng nhận ra. Khiến Giang Yến phát hiện thì hậu quả thế nào, Chu Dương cũng không đoán được. Bởi vì Chu Dương không thể xác định, Giang Yến có biết về mâu thuẫn giữa anh và Giang gia không. Chẳng qua đến khi Chu Dương đi tới cửa hàng, anh thấy được quản lý Trương Tâm Di. Không để Trương Tâm Di kịp lên tiếng, Chu Dương vội vàng ra hiệu. Trương Tâm Di ngầm hiểu, lập tức đi dặn dò mọi người. Cùng lúc, Giang gia đã điều động toàn bộ bảo vệ, tìm kiếm Giang Yến ở toàn bộ Trường Sa. Nhưng Giang Yến đã có một khoảng thời gian dài không ở Trường Sa, cô không có nơi thường ghé tới. Thế nên nhất thời, mọi người đều không biết phải tìm cô ở đâu.
Thời gian trôi từng giây từng phút, trời càng lúc càng tối muộn. Cho dù ở trên con đường dành cho người đi bộ sầm uất nhất, số người qua lại cũng đã càng ngày càng ít đi. Dạo quanh cửa hàng của công ty Danh Dương một vòng, Chu Dương và Giang Yến cùng rời khỏi, rồi đi về phía bờ sông. Còn ở bên kia, đàm bảo vệ của Giang gia cũng đang dần triển khai phạm vi tìm kiếm, chậm rãi đi về phía bờ sông. Có manh mối gì không? Không có, bên khu phố đi bộ không hề có bóng dáng của tiểu thư, tiếp tục tìm ở khu vực bờ sông đi. Vâng. Có phát hiện, đã thấy tiểu thư, nhưng, tình huống thế nào, tiểu thư ở đâu, bờ sông, mọi người lập tức di chuyển về phía bờ sông. Hình như tiểu thư đang đi cùng một người đàn ông, tình huống cụ thể không rõ. Rất nhanh, tất cả bảo vệ Giang gia điều động đều đến vây quanh khu vực bờ sông. Còn hai người Chu Dương và Giang Yến thì không hề hay biết về chuyện đó. Hai người vẫn đang đi dạo bên bờ sông như một đôi tình nhân. Ở bên đó thỉnh thoảng cũng có vài người nhìn về phía họ. Nam thì hâm mộ, nữ thì ghen tị. Thấy thế, Chu Dương cũng hơi thấy ngượng ngùng. Anh thấy rõ vẻ mặt của những người đàn ông kia. Hầu như đều xem anh như hoa nhài cắm bãi phân trâu. Hu, đột nhiên, Chu Dương nhận thấy được xung quanh có gì đó không ổn. Hình như, có rất nhiều người đang lặng lẽ tới gần dây. Chẳng lẽ người của Giang gia tìm đến? Nhưng bây giờ chỉ có mỗi mình anh và Giang Yến, bên cạnh không có Ngưu Xuyên. Một khi Giang gia bất chấp, muốn làm gì anh, thì Chu Dương cũng khó chống trả được. Sao thế? Giang Yến phát hiện Chu Dương có vẻ bất thường, cô khẽ hỏi. Có người đang bao vây chúng ta, nếu như tôi không đoán sai, thì chắc là người của Giang gia tới tìm cô. Chu Dương thản nhiên nói. Thế ư, có vẻ như tôi muốn yên tĩnh một đêm cũng không được. Đôi mắt Giang Yến thoáng trở nên ảm đạm. Cô dịu dàng nói. Thả tiểu thư ra, đúng lúc này, đàm bảo vệ của Giang gia đã xông tới, quát lên với Chu Dương. Bây giờ Chu Dương đang đưa lưng về phía bọn họ, thế nên những người đó vẫn chưa nhận ra Chu Dương. Xem ra, tôi bị coi là kẻ bắt cóc cô rồi. Chu Dương bĩu môi, bất đắc dĩ nói. Không sao đâu, có tôi ở đây, bọn họ sẽ không làm gì anh. Tối nay cảm ơn anh. Giang Yến nhỏ giọng nói. Mấy người đang làm gì vậy? Dứt lời. Giang Yến liền chậm rãi xoay người, nhìn đảm bảo vệ Giang gia đang dần bao vây xung quanh. Tiểu thư, người này là ai, cô phải cẩn thận một chút. Người cầm đầu đi về phía trước hai bước, cảnh giác nói. Ha ha, chẳng lẽ anh không nhận ra tôi? Chu Dương nhún vai, chậm rãi xoay người, thản nhiên nhìn mọi người. Chu Dương, là anh, Chu Dương, anh muốn làm gì, mau thả tiểu thư ra. Chu Dương. Anh đã đánh thiếu gia Giang Bắc tàn phế, chẳng lẽ anh còn muốn hại cả tiểu thư? Đảm bảo vệ thấy Chu Dương thì cực kỳ hãi hùng. Bọn họ đều biết Chu Dương, biết thực lực của anh không thể khinh thường. Hơn nữa, bên cạnh Chu Dương còn có một vệ sĩ có thể nói là vô địch. Tuy bọn họ cũng có mười mấy người, nhưng vẫn hoàn toàn không phải là đối thủ của tên vệ sĩ kia. Ở trong buổi tiệc, hơn 40 người đều không phải là đối thủ của Ngưu Xuyên, chứ đừng nói đến bây giờ bọn họ chỉ có mười mấy người. Chu Dương. Hóa ra anh rất nổi tiếng. Giang Yến thấy thế thì rất ngạc nhiên. Cô không ngờ Chu Dương lại nổi tiếng như thế, ngay cả bảo vệ của Giang gia cũng đều biết anh. Hơn nữa, trông như hai bên còn có mâu thuẫn không nhỏ. Giang Yến cũng biết chuyện Giang Bắc bị tàn phế, nhưng cô cũng không hỏi, bởi Giang Yến hiểu rất rõ về tính cách của người anh họ của mình. Vốn dĩ cô cho rằng Giang Bắc tranh giành tình nhân với người khác nên mới bị thương. Nhưng lại không ngờ rằng là Chu Dương khiến Giang Bắc tàn phế. Ha ha, cũng chẳng phải danh tiếng tốt đẹp gì. Chu Dương đành nói, đó là chuyện giữa anh và Giang gia, không quá liên quan đến tôi. Anh yên tâm đi, hôm nay bọn họ sẽ không động vào anh. Giang Yến khẽ cười nói, không hiểu sao tâm trạng của cô lại thoải mái hơn hẳn. Tiểu thư, cái tên Chu Dương này có ân oán với gia tộc chúng ta. Nếu hôm nay đã gặp phải anh ta, thế thì chúng tôi buộc phải đưa anh ta về Giang gia, đợi gia chủ quyết định. Người cầm đầu đảm bảo vệ hơi chần chừ. Nhưng vẫn lớn gan nói. Sao thế, lời tôi nói không có giá trị, hay là mấy năm nay tôi không ở Giang gia, các người đã quên mất sự tồn tại của tôi. Bất chợt, sắc mặt Giang Yến trở nên lạnh lẽo, cô trầm giọng nói. Chu Dương thấy vậy cũng rất kinh ngạc, khoảnh khắc ấy, anh lại cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ hơn người ở Giang Yến. Thậm chí, anh còn chưa từng cảm nhận được loại khí thế đấy ở Tạ Linh Ngọc hay Thẩm Bích Quân. Chương 368. Lúc này, Giang Yến vô cùng khí thế. Chu Dương rất ngạc nhiên, anh không ngờ người phụ nữ có vẻ ngoài dịu dàng như Giang Yến, trong lúc bộc phát lại có sức mạnh lớn như vậy.
ngay lập tức khiến mấy tên bảo vệ của Giang gia khiếp sợ, khiến họ không dám làm điều sằng bậy. Mọi người có mâu thuẫn gì với Chu Dương tôi không cần biết, cũng không muốn quan tâm, nhưng hôm nay tôi mời anh ấy đến, nên tốt nhất tất cả hãy ngoan ngoãn cho tôi. Khí thế của Giang Yến khiến người ta khiếp sợ, giọng điệu uy hiếp. Đảm bảo vệ kia nghe vậy cũng không dám làm gì, dù có thể cưỡng chế ra tay, nhưng sự tồn tại của Giang Yến khiến họ hơi do dự. Nhớ sau khi xong chuyện Giang Yến truy cứu, với địa vị của cô ấy ở Giang gia, sợ là đám bảo vệ sẽ không có kết quả tốt đẹp. Huống hồ bọn họ cũng không thể chắc chắn xung quanh Chu Dương không có mai phục, ngay cả vệ sĩ hay đi bên cạnh anh, giờ cũng không thấy đâu. Nếu lúc này vệ sĩ của Chu Dương phục kích ở chỗ tối, chỉ cần bọn họ ra tay, rất có khả năng khiến đối phương tức giận đánh nhau với bọn họ. Như vậy, bất kể thế nào bọn họ cũng không có lợi. Mà nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ lần này chính là tìm được Giang Yến. Bây giờ tìm được người rồi, chỉ cần đưa Giang Yến về Giang gia an toàn, cũng đã là một thành công lớn. Còn Chu Dương căn bản không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của bọn họ. Vâng, tiểu thư, tản ra. Người đứng đầu đảm bảo vệ khẽ nói, liếc sang Chu Dương, sau đó khẽ vẫy tay, mười mấy tên khác rối rít lùi ra sau. Cảm nhận thái độ ác ý xung quanh giảm bớt, Chu Dương bất đắc dĩ thở dài. Anh cũng không phải là một người quá coi trọng thể diện, sẽ không vì giữ thể diện mà tự đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Lúc anh và Giang Yến ra ngoài không hề thông báo cho Ngưu Xuyên, nên lúc này thật sự chỉ có mình anh. Nếu đối phương muốn ra tay với anh, có khả năng anh không phải đối thủ của bọn họ, sẽ bị bắt lại. Có điều, nếu Giang Yến đã muốn bảo vệ Chu Dương, anh cũng không ngốc đến mức vì sĩ diện của thằng đàn ông mà từ chối. Cô vẫn nên về đi, dù sao đó cũng là nhà cô, cho dù bố cô có dự định gì thì cũng không muốn hại cô đâu, có những việc cô còn có thể thực hiện. Nói xong, Chu Dương rời mắt khỏi Giang Yến. Sau khi thấy mười mấy tên bảo vệ cùng Giang Yến rời đi, Chu Dương thở dài, không chút do dự quay người đi về phía khách sạn. Hơn 10 phút sau, Chu Dương về đến khách sạn. Vừa bước chân vào cửa chính đã bị cảnh tượng trước mắt dọa một phen. Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân không nói gì, Ngưu Xuyên là người đầu tiên xông đến trước mặt Chu Dương, dùng tay thăm dò khắp người Chu Dương, mặt lộ vẻ lo lắng. Anh Dương, anh không sao chứ? Tối nay anh đi đâu vậy, tại sao không bảo em đi cùng? Giọng điệu Ngưu Xuyên vô cùng lo lắng, ánh mắt sốt ruột. Chu Dương, anh cũng to gan quá, tối nay Giang Yến của Giang gia bỏ nhà đi. Bây giờ Giang gia phải rất nhiều người phủ kín Trường Sa để tìm kiếm, nếu như bọn họ phát hiện ra anh đi một mình, xảy ra chuyện gì anh có nghĩ đến hậu quả không? Thẩm Bích Quân không quan tâm những người xung quanh, túm chặt cổ áo của Chu Dương, sắc mặt tỏ ra u ám. Không chỉ vậy, sắc mặt Tạ Linh Ngọc cũng tái nhợt, ánh mắt đầy sự lo lắng không che giấu được. Trần Thế Hào ở bên cạnh căng thẳng không kém, Tô Vĩ và Tôn Việt nhìn thấy Chu Dương bình an vô sự xuất hiện, cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao tối nay bọn họ vừa làm loạn một trận ở bữa tiệc nhà Giang gia, vừa về đến khách sạn. Sau đó Giang gia phải rất nhiều bảo vệ tìm tiểu thư nhà Giang gia khắp thành phố. Chu Dương biết Giang gia đúng là đang tìm kiếm Giang Yến. Nhưng Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân, Ngưu Xuyên và Trần Thế Hào lại không biết. Bọn họ còn tưởng đây là một cách che mắt của tiểu thư Giang gia, muốn dùng việc này che gấu, sau đó tìm tung tích của nhóm Chu Dương để trả thù. Kết quả, lúc bọn họ muốn tìm Chu Dương lại không tìm thấy. Lúc đó, trong lòng mọi người quả thật hơi hoảng loạn. Dù sao Chu Dương cũng không phải Ngưu Xuyên, không có năng lực một chọi 10. Tối nay cậu ra ngoài mà không nói gì, quả thật là điều không nên, mọi người lo lắng cũng đúng, sau này cậu không thể tùy ý như vậy nữa. Trần Thế Hào không thể nói ra thân phận của Chu Dương trước mặt nhiều người như vậy, chỉ thông qua câu nói này để khuyên nhủ Chu Dương. Dù sao so với Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân và Ngưu Xuyên, đối với ông ấy mà nói, Chu Dương chính là sự tồn tại của chủ nhân, vô cùng quan trọng, không gì có thể so sánh. Quan trọng nhất là nếu Chu Dương xảy ra chuyện ở đây, cơn thịnh nộ của Chu gia, ngoài chút lên Giang gia, còn khiến Trần Thế Hào phải trả cái giá không nhỏ. Những thứ này cộng lại khiến sắc mặt Trần Thế Hào vô cùng nghiêm túc. Chu Dương vô cùng khó xử, chột dạ sờ lên mũi. Dù sao thì buổi tối anh ra ngoài cũng không phải đi một mình, mà cùng Giang Yến đi dạo một lát. Nếu Chu Dương kể hết sự việc xảy ra lúc tối, có lẽ không cần đợi Giang gia trả thù, đầu tiên anh sẽ bị Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc lườm cho đến chết. Đặc biệt là Thẩm Bích Quân, Chu Dương nghi ngờ mình sẽ bị ánh mắt của Thẩm Bích Quân xé ra thành nghìn mảnh. Cho nên, Chu Dương quyết định không kể chuyện này ra, tránh cho mọi người càng lo lắng. Để mọi người lo lắng rồi, tôi thấy trong phòng ngột ngạt quá nên muốn ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành,
chỉ ra ngoài gần một tiếng đồng hồ, không có chuyện gì đâu. Chu Dương vô cùng áy náy nói, giọng điệu hối lỗi. Lúc này, sự lo lắng và tức giận của mọi người đã giảm đi không ít. Nhưng Thẩm Bích Quân vẫn trừng mắt nhìn Chu Dương, như thể Chu Dương vừa làm chuyện gì đó cực kỳ có lỗi với cô. Tôi cũng xin lỗi rồi, sao cô còn nhìn tôi như vậy? Chu Dương muốn đưa tay xoa đầu Thẩm Bích Quân, nhưng bị cô nhẹ nhàng tránh thoát. Hừ, Chu Dương, anh đừng quên, mạng của anh là của tôi, nếu lần tới anh còn không để ý tới an nguy của mình, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Thẩm Bích Quân tức giận nói, giơ tay đánh vài cái vào ngực Chu Dương rồi quay về phòng với vẻ mặt bực bội. Sau khi Chu Dương liên tục đảm bảo, tất cả mọi người cũng tự quay về phòng mình. Chỉ có Tạ Linh Ngọc và Ngưu Xuyên nhìn Chu Dương đi vào phòng xong mới về phòng. Ngưu Xuyên vẫn không yên tâm, ngay cả cửa phòng mình cũng không đóng, sợ bỏ qua bất kỳ động tĩnh nào, để người khác thừa dịp hoặc Chu Dương lại lặng lẽ ra ngoài lần nữa. Lúc này tại Giang Gia, lúc Giang Yến trở về Giang Gia, bữa tiệc đã kết thúc. Đám bảo vệ nhà Giang Gia tìm kiếm Giang Yến mất hơn một tiếng đồng hồ, khách mời không chờ được đã ra về hết. Lúc này, địa điểm tổ chức bữa tiệc vẫn chưa thu dọn, còn một mớ hỗn độn. Gương mặt Giang Yến không chút biểu cảm, đi đến trước mặt Giang Hành Nguyên, đứng yên không nói gì. Cô biết mình im lặng, Giang Hành Nguyên sẽ chủ động lên tiếng. Chương 369. Toàn bộ bữa tiệc đã trống vắng đi nhiều. Người giúp việc và bảo vệ Giang gia cũng tự động lui xuống khi nhìn thấy Giang Yến trở về. Bọn họ biết bây giờ giữa hai cha con Giang Hành Nguyên và Giang Yến nhất định có rất chuyện cần nói. Bọn họ đều không phù hợp đứng nghe những lời này. Ngay sau đó, Giang Hành Nguyên và Giang Yến im lặng đối mặt nhau. Lẽ nào con không có gì muốn nói sao? Cả hai im lặng một lúc, Giang Hành Nguyên nhìn thấy dáng vẻ hờ hững, sắc mặt lãnh đạm của Giang Yến, cuối cùng vẫn không nhịn được trầm giọng hỏi trước. Giang Hành Nguyên đã đặt kỳ vọng cao vào con gái mình. Không chỉ bởi vì Giang Yến là một cô gái mạnh mẽ, từ khi còn nhỏ đã khá nổi tiếng ở tỉnh Tương Tây. Điều quan trọng nhất là khi Giang Yến lớn lên, vẻ ngoài của cô ấy cũng trông như một nàng tiên. Giang Yến là người con gái có vẻ ngoài và tài năng xuất chúng, hơn nữa còn là con gái của một gia tộc lớn như Giang gia, trên người tỏa ra sức quyến rũ, hầu như không ai ở tỉnh Tương Tây có thể cưỡng lại được. Lần này, Giang Hành Nguyên chuẩn bị lợi dụng Giang Yến, vì mục đích của việc kén rể là để lôi kéo thực lực mạnh mẽ cho Giang gia. Bởi vì trước mắt bốn gia tộc lớn đang chống lại Trương gia, đây đã là chuyện chắc chắn, không ai có thể thay đổi được. Thực lực của Giang gia chỉ mạnh hơn một chút so với Đường gia trong bốn gia tộc lớn. Cho nên một khi bọn họ thành công, trong việc phân chia lợi ích sau đó, lợi ích mà Giang gia có thể chiếm được rất hạn chế. Trong khoảng thời gian này, điều đặc biệt quan trọng là làm lớn mạnh bản thân, có quyền lên tiếng hơn trong việc chia lợi ích sau này. Giang Hành Nguyên nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giang Yến. Trong lòng ông ta rất ngạc nhiên, con gái này của ông ta sau khi trở về từ nước ngoài rất khác so với quá khứ. Dường như Giang Yến đã trở nên lý trí và kiên cường hơn. Thậm chí có thể thẳng thừng rời khỏi Giang gia, khiến bữa tiệc mà Giang Hành Nguyên chủ tâm chuẩn bị trở thành một trò đùa. Giang Hành Nguyên thậm chí tin tưởng rằng bây giờ ở Trường Sa và cả tỉnh Tương Tây đã lan truyền tin tức bữa tiệc thất bại tối nay. Yên lặng, Giang Yến không nói một lời, thậm chí không ngước mắt nhìn Giang Hành Nguyên, cho dù Giang Hành Nguyên là bố cô. Đã không gặp nhau trong thời gian dài, thế nhưng lần này vừa quay về, Giang Hành Nguyên liền vội vã muốn lợi dụng Giang Yến để tìm kiếm lợi ích của bản thân. Điểm này khiến trong lòng Giang Yến thấy hết sức ghê tởm. Cho nên cho dù cô trực tiếp rời khỏi Giang gia, ngủ ở khách sạn bên ngoài một đêm, cũng không muốn nhìn khuôn mặt kinh tởm của Giang Hành Nguyên. Yến Nhi, ta biết trong lòng con bây giờ chắc chắn rất hận ta, nhưng ta bắt buộc phải làm như vậy. Bây giờ Giang gia đang trong tình huống vô cùng khó khăn. Có rất nhiều chuyện con đều không biết, bố. Giang Hành Nguyên bất lực, cảm thấy rất mất mát. Ông ta muốn mở miệng giải thích một số chuyện, nhưng còn chưa nói xong đã bị Giang Yến cắt ngang. Con không biết. Cũng không muốn biết, thay vì nói Giang gia bây giờ đang trong tình huống khó khăn, không bằng nói chính bố đang trong tình huống khó khăn. Bố muốn cạnh tranh cho vị trí gia chủ thì tự mình đi cạnh tranh là được. Dựa vào cái gì mà dùng tương lai của con để đặt cược? Giang Yến bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ mờ tỏa ra tia sắc bén lạnh lẽo khiến Giang Hành Nguyên mất hồn trong giây lát. Giang Yến thế này khiến Giang Hành Nguyên cảm thấy như một người xa lạ. Từ trước đến nay, trong ấn tượng của Giang Hành Nguyên, Giang Yến luôn là hình tượng thục nữ. Bất kể là nói chuyện hay làm việc đều rất có chuẩn mực, hơn nữa còn hết sức ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của những người lớn tuổi. Giống như mấy năm trước đây, Giang Hành Nguyên sắp xếp Giang Yến đi du học nước ngoài.
Cho dù những người khác trong Giang gia phản đối, bản thân Giang Yến cũng không đồng ý lắm, không muốn rời xa Trường Sa. Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn ra nước ngoài du học. Thế nhưng lần này về nước, Giang Yến lặng lẽ rời khỏi Giang gia, khiến Giang Hành Nguyên dành rất nhiều nỗ lực tìm kiếm, hơn nữa còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thậm chí khiến bữa tiệc này trực tiếp biến thành trò cười. Trong mắt Giang Yến chuyện này căn bản không tồn tại. Không chỉ vậy, Giang Yến bây giờ thậm chí còn biết phản bác lại lời nói của Giang Hành Nguyên, thậm chí còn lạnh lùng chất vấn. Trong lòng Giang Hành Nguyên sững sờ, ánh mắt thậm chí có chút đờ đẫn nhìn Giang Yến. Ông ta không ngờ rằng biểu hiện của Giang Yến sẽ mãnh liệt đến thế. Còn mục đích của bữa tiệc tối nay là gì, bố trước đây chưa từng nói với con, lẽ nào đã đến bước này mà vẫn giấu con sao? Giang Yến mím môi, cuối cùng không tiếp tục dồn ép chất vấn nữa mà chỉ khẽ hỏi. Hội, cô quyết định cho Giang Hành Nguyên một cơ hội. Nếu Giang Hành Nguyên có thể cho cô ấy một lời giải thích thành thật thì Giang Yến chưa hẳn làm theo, nhưng ít nhất mối quan hệ giữa cha con vẫn có thể được phục hồi nhiều. Nhưng nếu Giang Hành Nguyên vẫn che giấu cô, cho rằng dựa vào thân phận người bố của mình là có thể điều khiển tương lai của Giang Yến, vậy thì Giang Yến tuyệt đối sẽ không bao giờ mềm lòng nữa. Yến Nhi, con phải biết rằng tình hình hiện tại ở tỉnh Tương Tây rất bất lợi cho Giang gia chúng ta, không những phải đối mặt với sự áp bức của Trương gia, mà còn phải chống lại áp lực của một số gia tộc lớn khác, mà bố. Giang Hành Nguyên liếc nhìn Giang Yến, thấy cô không có ý định cắt ngang lời nói của mình, trong lòng thầm vui vẻ, tiếp tục nói. Yến Nhi, thành thật mà nói, bây giờ con du học trở về, tuổi cũng không nhỏ nữa, những thanh niên tài giỏi ở tỉnh Tương Tây cũng vô cùng xuất sắc. Bố muốn tìm cho con một người hoàn hảo. Giang Hành Nguyên nói rất quyết đoán, giống như mọi hành động của ông ta đều là vì muốn tốt cho Giang Yến. Nhưng ông ta không biết rằng sau khi ông ta nói ra điều này, trong lòng Giang Yến lại cười chua chát. Lời nói thì dễ nghe, nếu cô vẫn còn là người không có chủ kiến dễ mềm lòng như trước kia thì cô sẽ tin lời của Giang Hành Nguyên. Nhưng bây giờ cô không phải là cô của trước đây nữa. Thêm vào đó, sau khi nói chuyện với Chu Dương, cô cũng đã học được rất nhiều điều trước mắt, cho nên cô quả thực không dám tâng bốc cái gọi là lòng tốt của Giang Hành Nguyên. Người hoàn hảo, làm sao bố biết người đó hoàn hảo, còn có áp lực gia tộc cực kỳ lớn, đây không phải là việc của các người sao? Tại sao phải lợi dụng con? Giang Yến lắc đầu, không còn tin vào lời nói của Giang Hành Nguyên, trên mặt đầy sự thờ ơ. Yến Nhi, trong lòng Giang Hành Nguyên lo lắng, biết Giang Yến đã có rào cản lớn đối với mình, sợ rằng lời nói của mình có thể không có ảnh hưởng với cô nữa. Nhưng trong tình hình hiện tại, nếu có thể tận dụng tốt giá trị tồn tại của Giang Yến, quả thực sẽ khiến Giang Hành Nguyên có quyền chủ động nhất định trong lần phân chia lợi ích gia tộc này. Những gì con cần bây giờ là suy nghĩ kỹ càng chuyện của Giang gia. Thân phận của con là con cháu Giang gia, có trách nhiệm không thể chối từ. Làm sao có thể đứng ngoài cuộc được? Giọng điệu của Giang Hành Nguyên đột nhiên trở nên nghiêm khắc hơn, trên mặt cũng có chút giận dữ. Người đâu, dẫn tiểu thư về phòng, không có lệnh của ta, đừng để nó rời đi nửa bước. Lạnh lùng hét lớn, Giang Hành Nguyên trực tiếp đưa ra lệnh cấm. Giang Yến khuất khỏi tầm mắt, Giang Hành Nguyên cau chặt mày, sắc mặt u ám. Ông ta không hiểu tại sao tính cách của Giang Yến thay đổi nhiều như vậy. Tính cách không những có sự khác biệt đáng kể so với trước khi ra nước ngoài, mà còn rất khác so với lúc vừa mới quay về. Người đâu, khi các người tìm thấy tiểu thư, nó đã ở đâu? Đang làm gì? Chương 370. Tên dẫn đầu trong đội bảo vệ tìm thấy Giang Yến, đang đứng trước mặt Giang Hành Nguyên, hết sức lo lắng. Giang Hành Nguyên hỏi thẳng, hắn ta không biết trả lời thế nào. Thật ra khi bọn họ tìm thấy Giang Yến thì cô đang ở cạnh Chu Dương. Giang Hành Nguyên hỏi bọn họ tại sao lại để Chu Dương rời đi. Hắn ta không biết trả lời ra sao, hắn cũng không thể nói. Lúc ấy tận mắt nhìn thấy Chu Dương chỉ ở một mình, hơn nữa hắn không thể đảm bảo là mọi người đều làm theo ý của hắn dù sao, ở trước mặt Giang Hành Nguyên, mấy người bảo vệ bọn họ cũng vẫn yếu thế. Nếu Giang Hành Nguyên gặng hỏi, cuối cùng sẽ có người bị lộ ra sơ hở, nói ra tình hình. Sao thế, có chuyện gì không thể nói cho ta biết sao? Cậu đừng quên thân phận của mình. Nhìn vẻ mặt bối rối của người bảo vệ, Giang Hành Nguyên cười nhếch môi, trong lòng không khỏi phẫn nộ. Đường đường là một bảo vệ. Mà khi đối diện với câu hỏi của ông ta, lại sợ đầu sợ đuôi, do dự không thể trả lời. Giang Hành Nguyên đã nghĩ đến việc xử lý người bảo vệ này như thế nào. Dạ thưa nhị gia, khi chúng tôi tìm thấy tiểu thư đang ở bên bờ sông cùng Chu Dương. Bảo vệ bặm môi, cuối cùng cũng nói ra, hắn biết, cho dù thế nào bản thân cũng bị trách phạt. Nhưng thay vì để Giang Hành Nguyên tìm lý do phạt mình,
thà chủ động một chút cũng có lợi cho bản thân. Chu Dương, Giang Hành Nguyên nói to một tiếng, ngoài sức tưởng, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Ông ta như không tin vào đôi tai của mình, Giang Yến lại ở cạnh Chu Dương tình huống gì đây? Khoảng một tuần nay Giang Yến quay về Trương gia, còn chưa hề ra khỏi cửa. Hơn nữa Giang Hành Nguyên biết, Giang Yến vẫn luôn ở trong phòng, không hề biết những chuyện xảy ra gần đây ở Trường Sa trong thời gian này. Thậm chí, chuyện Giang Bắc bị tàn phế, Giang Yến còn không biết. Vậy sao lại có thể ở cạnh Chu Dương? Trùng hợp, hay là âm mưu của Chu Dương? Giang Hành Nguyên trong lòng tự nhiên cảm thấy lo lắng. Ông ta đột nhiên nhận thấy vẻ thay đổi của Giang Yến tối nay, rất khác so với tính cách trước kia. Chẳng lẽ đều là âm mưu của Chu Dương? Đáng chết, Giang Hành Nguyên thầm mắng một trận, hận không thể bắt Chu Dương đâm nghìn nhát dao. Khi Giang Hành Nguyên đang nổi giận thì Trường Sa thậm chí cả tỉnh Tương Tây đã ồn ào. Bữa tiệc hôm trước của Giang gia gây nên náo động không nhỏ. Khách mời hầu như là tất cả các thanh niên tài giỏi của tỉnh Tương Tây, thu hút rất nhiều sự chú ý. Trong bữa tiệc, Chu Dương gây chuyện lớn như vậy, Giang gia, Dư gia, Đường gia cùng nhau đối phó với Chu Dương nhưng cũng không làm gì được anh. Không những thế, Chu Dương còn thể hiện rất có khí thế. Chuyện này khiến không ít người bàng hoàng. Danh tiếng của Chu Dương, có thể nói trong một đêm đã truyền đi khắp tỉnh Tương Tây. Rất nhiều người bắt đầu chú ý đến Chu Dương, bọn họ cũng không quên đợi xem Giang gia sẽ xử lý mọi chuyện như thế nào. Điều quan trọng hơn là mục đích bữa tiệc đó của Giang gia là để kén rể cho Giang Yến. Nhưng cuối cùng những người tham gia bữa tiệc lại phát hiện, Giang Yến lại không ở Giang gia. Nói tóm lại, những chàng trai anh Tuấn tham gia bữa tiệc đó, không biết bản thân được lợi gì, cuối cùng đã bị Giang gia, Giang Hành Nguyên chơi một ngày sau đó, hầu như những người tham gia bữa tiệc, đều cảm thấy không hài lòng với Giang gia. Những gia tộc lớn ở Trường Sa do Trần gia, Đinh gia đứng đầu, thậm chí công khai loại trừ Giang gia. Phải biết rằng, Trần gia còn là thông gia với Giang gia. Sau khi gia chủ Trần gia Trần Lễ chính miệng lên tiếng bắt bẻ Giang Hành Nguyên thì quan hệ giữa Trần gia và Giang gia có thể nói là đoạn tuyệt. Mà không ít người cũng đoán trước được điều này, những suy nghĩ khác nhau không ngừng thăm dò tình hình. Trần gia và Đinh gia chủ động đứng lên, ở đằng sau nhất định là có một gia tộc mạnh hơn làm chỗ dựa. Nếu không, Giang gia thật sự muốn đối phó với họ thì họ cũng không thể chống đỡ nổi. Hiện tại tình hình ở Trường Sa biến đổi kỳ lạ, tôi đã không thể hiểu rõ tình hình thế nào rồi. Đúng vậy, ngay cả Trần gia lúc này cũng lật mặt với Giang gia, xem ra việc làm của Giang gia trong những năm qua đúng là không đồng lòng người. Chẳng thế thì sao, nếu không, lúc trước Chu Dương đánh Giang Bắc tàn phế, Giang gia cũng chỉ lớn giọng một chút chứ không có hành động gì. Chúng ta làm gì đây? Có nên hành động gì không? Dù sao, nếu như Giang gia sụp đổ thì gia sản cũng quá lớn, nói không chừng chúng ta cũng được chia một chút. Nói cẩn thận, hiện tại tình hình còn chưa rõ, cái món hời đó có ai tham gia không còn chưa biết. Mọi người nói xem, đằng sau liệu có khi nào có sự thúc đẩy của Trương gia không? Tôi nhớ, trước kia Giang gia luôn nhằm vào, làm một số chuyện với Trương gia, nói không chừng đây là sự trả thù của Trương gia. Trong chốc lát, không biết bao nhiêu gia tộc lớn, gia đình có máu mặt, những người thân phận cao quý của thành phố Trường Sa bắt đầu bàn tán. Có điều ngay cả bọn họ cũng không rõ lắm với cục diện hỗn loạn này. Mà liên quan đến Giang gia, cũng chính là điều khiến họ sợ hãi. Một khi bọn họ ra tay với Giang gia, nếu thành công thì không sao, còn nếu thất bại, hậu quả không chỉ một người hay một gia tộc có thể đơn độc gánh vác được. Nhưng Trường Sa to rộng, tỉnh Tương Tây lại lớn như vậy. Vẫn luôn có một số người, một số gia tộc, thích hưởng lợi khi xảy ra tranh chấp. Hiện tại tình hình vô cùng phức tạp, nhưng đối với bọn họ chắc chắn đó là một cơ hội tuyệt vời. Trong phòng khách sạn Song Hỷ Lai, Chu Dương gọi mọi người đến. Tối hôm qua khi anh trở lại khách sạn, bị mọi người trách cứ, biết là hành động của mình rất nguy hiểm, nhưng anh cũng rất nghiêm túc. Bây giờ anh biết, chuyện ở bữa tiệc của Giang gia đã truyền đi khắp tỉnh Tương Tây. Nhiều bàn tay trong bóng tối, giờ đã bắt đầu muốn hành động. Mà bọn họ là chủ đạo của các kế hoạch, bắt buộc phải có sự sắp xếp đối phó với những người trong bóng tối đó. Lần này gọi mọi người đến là vì việc kế hoạch của chúng ta e là phải tiến hành sớm hơn, sự việc ở bữa tiệc của Giang gia đã vô tình khiến cho Trường Sa càng rắc rối, cũng có thêm nhiều người muốn đục nước béo cò. Chu Dương thận trọng nói, cứ nghĩ đến nữ chính trong bữa tiệc tối qua, Giang Yến thực sự lại ở bên anh cả đêm, để những thanh niên anh Tuấn kia đợi ở Giang gia, anh lại âm thầm vui sướng. Tôn Tổng, tôi biết ông đã làm trong ngành sản xuất truyền thông nhiều năm, chắc chắn là có quan hệ với các nguồn thông tin của mình, vì thế bây giờ ông cần tận dụng những mối quan hệ này, sắp xếp các nguồn tin tức của chúng ta khắp tỉnh Tương Tây.
Đầu tiên Chu Dương nhìn Tôn Việt nói, là một trong ba quản lý của Hiệp hội ngành truyền thông Đông Hải, Tôn Việt còn là tổng biên của một công ty truyền thông lớn ở Đông Hải, bản thân là một người chuyên nghiệp. Từng mệnh lệnh của Chu Dương được đưa ra, mọi người đều nhận lời, rời khỏi phòng đi chuẩn bị thực hiện. Lúc đó, không chỉ ở Trường Sa, mà cả tỉnh Tương Tây dường như cũng có một đoàn lực lượng khác, bắt đầu đến Giang Gia đàn áp. Trong khoảnh khắc, Trường Sa như gặp phong ba bão táp. Giang Gia rơi vào tình thế nguy cấp. Chương 371. Cả Trường Sa trong chốc lát căng thẳng đến cực điểm. Từ các nguồn tin tức khác nhau, lúc này rất nhiều người đã biết, Trường Sa xảy ra chuyện lớn. Mà tin tức từ Chu Dương, các gia tộc lớn như Trần Gia, Đinh Gia lại càng chính xác. Thay vì nói Trường Sa xảy ra chuyện lớn, nên nói Giang Gia gặp chuyện lớn thì đúng hơn. Bữa tiệc của Giang Gia đã tổ chức được nửa tháng. Trong nửa tháng này, rất nhiều gia tộc và những người tham gia bữa tiệc đó, muốn Giang Gia phải giải thích rõ ràng. Không biết lý do gì, trong bữa tiệc đó Giang Yến lại rời khỏi Giang Gia không muốn gặp mặt bọn họ, điều này đã khiến tất cả mọi người tức giận. Bọn họ biết Giang Yến dung mạo tài năng hơn người, có thể nói là có 102 ở Tương Tây. Bình thường mọi người đều nể mặt cô ấy. Dù sao cũng là một người đẹp xuất chúng, không kể đến danh tiếng thì vẫn là con gái của nhị thiếu gia Giang Gia Giang Hành Nguyên. Thanh danh cùng gia cảnh như vậy làm mọi người nhìn cô với ánh mắt khác, thậm chí khiến mọi người nhiệt tình theo đuổi. Nói chung, mọi người đều hành động theo một nguyên tắc là bạn tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt. Nhưng bây giờ, khi bữa tiệc đang được tổ chức thì Giang Yến lại rời khỏi Giang Gia, không muốn gặp bọn họ, rốt cuộc là khinh thường ai? Hay là những thanh niên anh tuấn nhiều như vậy lại không có ai xứng với cô ấy? Có thể nói, lần này, hình ảnh Giang Yến trong lòng những chàng trai tài giỏi ở tỉnh Tương Tây đã bị tụt dốc, không thể quay lại vẻ nữ thần huy hoàng như xưa. Tiếp theo là sự bất mãn của mọi người đối với Giang Gia. Giang Yến dám làm như vậy chắc chắn là có sự đồng ý của Giang Gia. Cho nên, trong chốc lát, mọi mũi nhọn đều hướng đến Giang Gia. Còn Giang Gia cũng cảm nhận được bầu không khí này. Thậm chí, ngay cả gia chủ Giang Gia Giang Phàm Lưu cũng phải ra mặt. Phòng tiếp khách Giang Gia. Lúc này, Giang Phàm Lưu ngồi ở ghế gia chủ, Giang Hành Nguyên và Giang Hành Quảng ngồi hai bên. Dư Hoa bên Dư Gia, Đỗ Văn bên Đỗ Gia, Đường Văn Trung bên Đường Gia tất cả đều có mặt. Bọn họ cùng liên minh hợp tác với Giang Gia, bây giờ tình hình ở Trường Sa có vấn đề, có người âm mưu đối phó với Giang Gia, bọn họ không thể không quan tâm. Ngoài ra, rất nhiều con cháu Giang Gia cũng có mặt. Từ sau khi kết thúc bữa tiệc nửa tháng trước, Giang Gia đã yên lặng. Ngay cả chuyện nhắm vào cửa hàng của công ty Danh Dương, cũng hạn chế lại. Lúc này, ba gia tộc kia cũng không thể thúc giục Giang Hành Nguyên. Hiện tại Giang Gia đang trong tình thế nguy hiểm, một khi thất bại, ba gia tộc kia cũng không muốn nhìn thấy hậu quả. Nhưng một khi thành công, bọn họ có thể dựa vào việc đó để đè ép Chu Dương và Trương Gia. Cho nên, mọi người lúc này cũng không thực sự sốt ruột. Tình hình hiện tại mọi người cũng có thể thấy, bên ngoài có không ít thế lực đối với Giang Gia chúng ta như là Hồ Dình Mồi. Giang Phàm Lưu thản nhiên nói, ánh mắt quét qua mọi người trong phòng. Thực tế thì ngay từ lúc bắt đầu, ông ta đã giao việc xử lý mỹ phẩm mỹ thần của Trương Gia cho Giang Hành Nguyên. Ông ta cũng tin tưởng Giang Hành Nguyên có thể xử lý tốt. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện công ty Danh Dương, trong chốc lát đã làm rối loạn sự sắp xếp của Giang Hành Nguyên, khiến bọn họ rơi vào thế bị động. Đặc biệt là trong tình huống đó, Dư Gia, Đỗ Gia và Đường Gia luôn gây áp lực cho Giang Hành Nguyên, khiến ông ta không thể không nghĩ cách đối phó với công ty Danh Dương. Mà lúc đó, Giang Hành Nguyên đã đặt mục tiêu lên con gái mình Giang Yến. Nhưng lại là một nước cờ sai. Giang Hành Nguyên cũng không ngờ, Giang Yến trong bữa tiệc tối đó lại dám bỏ đi không nói lời nói, khiến Giang Hành Nguyên, Giang Gia mất hết thể diện. Không chỉ nhận sự chỉ trách của khách mời mà sau đó còn phải nhận lỗi với từng người một. Hành động này khiến khí thế của Giang Gia bị hạ xuống không ít. Thậm chí, Trần Gia, Đình Gia cũng nhân cơ hội này gây sự, muốn nhân đó để thoát khỏi sự kiểm soát của Giang Gia. Bố, con nghĩ chúng ta phải tỏ thái độ rõ ràng, giảm sự hung hăng của chúng xuống, không thì bọn chúng lại nghĩ, Giang Gia chúng ta để mặc cho chúng làm càn. Giang Hành Nguyên lạnh giọng nói, nhất là Trần Gia và Đinh Gia, nếu không cho họ một bài học, e là những gia tộc dựa vào Giang Gia chúng ta cũng sẽ có ý đồ khác. Sự việc bữa tiệc đó, Trần Gia và Định Gia nhân cơ hội gây khó dễ, Giang Hành Nguyên vẫn luôn ghi nhớ. Thậm chí, nửa tháng nay, Giang Hành Nguyên đã bắt đầu sắp xếp người chuẩn bị phòng bị với Trần Gia và Định Gia. Một khi hai gia tộc này có ý đồ, có hành động khác biệt là ông ta có thể đối phó luôn, khiến bọn họ bất ngờ. Đúng vậy, bố con cũng nghĩ như vậy, hơn nữa, T
tên Chu Dương kia quá hống hách rồi, không chỉ làm loạn ở bữa tiệc mà còn là nguyên nhân khiến chúng ta rơi vào tình thế như hôm nay. Giang Hành Quảng cắn răng nói lớn, nếu là người Giang gia không có ai là không căm ghét Chu Dương. Từ khi đánh Giang Bắc tàn phế, Chu Dương dường như luôn gây thù với Giang gia, cứ tìm cớ gây chuyện. Mà bây giờ Giang gia lâm vào thế bị động, Chu Dương cũng có phần nguyên nhân trong đó, không thể khinh thường. Chú Giang, thực ra cháu thấy thì trước mắt chúng ta không cần để ý đến Chu Dương, dù anh ta có bản lĩnh cũng không thể đối chọi với cả một gia tộc chúng ta được, dù sao căn cứ của hắn cũng là ở Đông Hải lúc này, Dư Hoa lên tiếng nói. Hiện tại tình hình Trường Sa không rõ ràng, có bao nhiêu người hành động bí mật, bao người là kẻ thù, chúng ta cũng không biết hết được, cho nên trước mắt, quan trọng nhất là phải phân rõ địch ta. Đúng vậy, tôi cũng đồng ý, dựa vào tình hình trước mắt thì kẻ thù của chúng ta có Trương gia, Trần gia, Đinh gia và nhóm người Chu Dương, còn ai nữa? Điều này cần Giang gia suy ngẫm kỹ càng, dù sao nếu có khả năng tồn tại kẻ thù thì hầu như đều ở Trường Sa, hơn nữa dù nhiều dù ít cũng có quan hệ với Trương gia. Đỗ Văn cùng Đường Văn Trung cũng đều phát biểu ý kiến. Thật ra có Giang Phàm Lưu ở đó, bọn họ cũng chỉ có thể đưa ra chút ý kiến, không thể làm được gì nhiều. Dù sao, Giang Phàm Lưu cũng là bề trên của họ, cao hơn họ một bậc, có thể dùng tư cách người lớn để nói chuyện. Cộc cộc cộc, đột nhiên lúc đó, cửa lớn phòng tiếp khách bị người bên ngoài gõ mạnh, hơn nữa rất vội vàng. Đi xem xảy ra chuyện gì, ồn ào vậy. Giang Phàm Lưu không nói gì, Giang Hành Nguyên cau mày, nói với người đứng cạnh cửa lớn. Ngay sau đó, cửa mở ra, một người chạy vào vẻ mặt hốt hoảng. Gia chủ, không hay rồi, mấy cửa hàng mỹ phẩm của chúng ta ở Trường Sa đều bị kiểm tra rồi. Tên đó sắc mặt hoảng loạn, giọng nói không rõ ràng. Vừa nhìn đã biết chạy một mạch bộ tới đây. Chuyện gì vậy? Giang Hành Nguyên sửng sốt, không biết người thuộc hạ nói có ý gì. Cậu cứ từ từ nói. Nhị gia, bốn cửa hàng mỹ phẩm lớn của chúng ta ở Trường Sa, bị Sở Y tế kiểm tra rồi, nói sản phẩm không đủ tiêu chuẩn, cần phải tiến hành kiểm định. Người giúp việc nuốt nước bọt, mới nói rõ ràng mọi việc. Chương 372 Mẹ kiếp, Giang Hành Nguyên quát ầm lên. Sản nghiệp của Giang gia, đương nhiên cũng bao gồm cả ngành mỹ phẩm. Tuy không bằng mỹ phẩm mỹ thần của Trương gia, nhưng vẫn có thể xếp hàng đầu ở Trường Sa, thậm chí ở toàn tỉnh Tương Tây, cũng cực kỳ nổi tiếng. Những năm gần đây, sản nghiệp mỹ phẩm của Giang gia vẫn phát triển đúng theo kế hoạch, không hề xảy ra biến cố gì. Tại sao Bộ Y tế lại tra ra vấn đề ở Giang gia ông? Hơn nữa còn không báo trước, trực tiếp niêm phong. Nhị gia, sao tôi dám nói dối chuyện này được? Bây giờ, cả bốn cửa hàng đều bị niêm phong, người ngoài đều biết hết rồi. Tên giúp việc nói với vẻ mặt buồn rười rượi. Hắn ta thật sự khóc không ra nước mắt. Vốn dĩ hắn chỉ lo làm tốt chuyện của mình, cuối cùng lại bị sai di dô tin. Hắn biết, một khi nói ra chuyện đó, chắc chắn gia chủ Giang gia và mấy người khác sẽ rất tức giận, có khi còn chút bực bội lên đầu của hắn. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Giang Hành Nguyên vẫn muốn nói gì đó, nhưng Giang Phàm Lưu đã lên tiếng bảo tên giúp việc rời khỏi. Hắn ta run rẩy quay ra, phòng tiếp khách chìm trong im lặng. Người của Giang gia cảm thấy hoảng hốt và khó tin. Họ hiểu rất rõ về chuyện đã xảy ra với gia tộc mình. Rất nhiều thành viên của Giang gia chịu trách nhiệm về sản nghiệp mỹ phẩm đều cho rằng vụ việc bị niêm phong không hề đơn giản. Nhưng bọn họ không chắc cửa hàng mỹ phẩm Giang gia hoàn toàn không có vấn đề gì và sẽ qua được mọi khâu kiểm định. Cửa hàng nào mà chẳng có vài sai sót, kể cả cửa hàng trụ sở của công ty Danh Dương mới vừa khai trương, chưa chắc đã may mắn thoát khỏi. Dù gì Giang gia vẫn là đại gia tộc, tuy cách làm việc có vẻ tùy tiện, nhưng nhiều khía cạnh vẫn được tính toán rất chu toàn. Không để xảy ra vấn đề lớn, nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt ở các cửa hàng thì bọn họ không để tâm lắm. Ai ngờ đúng vào thời điểm mấu chốt này, họ lại bị Bộ Y tế kiểm tra ra sai sót, trực tiếp bị niêm phong. Ba người Dư Hoa, Đỗ Văn và Đường Văn Trung liếc nhìn nhau, tất cả đều im lặng. Tuy không biết rõ tình huống cụ thể, nhưng mỗi người đều đã có tính toán riêng, đồng thời lòng ai cũng cảm thấy nghiêm trọng. Nếu những kẻ giấu mặt kia ra tay với Giang gia, thì sau này vài đại gia tộc bọn họ cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự. Có điều Đường Văn Trung, Dư Hoa và Đỗ Văn vẫn thấy tự tin hơn Giang gia. Gia tộc bọn họ đều rất nổi bật trong số 5 đại gia tộc. Bọn họ có thực lực mạnh mẽ, hiếm có ai hay gia tộc nào dám đụng vào. Hơn nữa, gia tộc của bọn họ luôn làm việc rất cẩn thận, không dễ bị túm được nhược điểm. Chú Giang, e rằng đối phương không có ý tốt, chủ nên cho người điều tra xem nguyên nhân là gì suy nghĩ một hồi, Dư Hoa vẫn lên tiếng trước. Ông ta là người ngoài,
nhưng bây giờ ông ta và Giang Gia đã đứng chung trên một con thuyền, bọn họ đều có chung một kẻ địch. Hơn nữa tứ đại gia tộc đặt mục tiêu chính ở Trường Sa, cũng có ý nhờ cậy Giang Gia. Bây giờ Giang Gia gặp phải vấn đề khó khăn, bọn họ không thể đứng ngoài cuộc, tóm lại vẫn phải góp sức. Ừ, để Phương Nhi xem thử đi, bản thân tôi muốn biết, kẻ xấu nào dám gây chuyện với Giang Gia tôi. Giang Phàm Lưu gật đầu, lạnh lùng nói. Tuy Giang Hành Phương đã mất quyền cạnh tranh vị trí gia chủ vì Giang Bắc bị tàn phế, song năng lực của ông ta vẫn rất được Giang Phàm Lưu tin tưởng. Thấy dạo này Giang Hành Phương vô cùng uể oải, trông như vẫn chưa thể gượng dậy, Giang Phàm Lưu nghĩ là ông ta nên kiếm chút chuyện cho con trai mình làm. Đúng lúc xảy ra chuyện kia, Giang Phàm Lưu liền nhớ ngay đến đứa con cả của mình. Nhưng vừa nghĩ tới Giang Bắc, Giang Phàm Lưu lại thở dài. Nỗi thù hận của ông ta với Chu Dương lại càng hiện rõ. Lão nhị, con bảo anh con làm việc cho tốt, qua một thời gian nữa, bố sẽ tìm gặp bác hai con, nhờ ông ấy xem có thể giúp Giang Bắc phục hồi như cũ không. Giang Phàm Lưu trầm giọng nói, lời ông ta nói khiến mọi người đều rất kinh ngạc. Giang Hành Nguyên và Giang Hành Quảng thay đổi sắc mặt, trong ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc. Các thành viên khác của Giang gia cũng đều có những suy tính riêng. Dư Hoa, Đỗ Văn và Đường Văn Trung thì thầm nghĩ, bác hai mà Giang Phàm Lưu nhắc tới, có lẽ chính là người đã từng rời khỏi Giang gia. Nếu nhờ được người đó, sức ảnh hưởng của ông ta có thể mang đến trợ giúp rất lớn cho Giang gia. Nghĩ tới đây, ba người đã thầm đánh giá Giang gia cao hơn vài bậc. Ít nhất, trong ba đại gia tộc của bọn họ, không một ai có được sức ảnh hưởng lớn như người bác hai mà Giang Phàm Lưu nhắc đến, mọi người tiếp tục bàn bạc trong phòng tiếp khách. Trong trang viên của Giang gia, Giang Hành Phương nghe thấy em trai mình nói như vậy thì sững sờ. Một lúc lâu sau ông ta mới trở lại bình thường, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, phấn khởi tột độ. Thật chứ, bố nói như thế ư? Nhờ bác hai kiểm tra vết thương của Giang Bắc, Giang Hành Phương rất kích động. Ông ta túm tay Giang Hành Nguyên vội hỏi, muốn xác nhận lại một lần nữa, sợ mình nghe lầm. Anh cả, đó đều là những lời bố nói. Nhưng bây giờ có người âm thầm nhằm vào Giang gia, bốn cửa hàng mỹ phẩm của chúng ta ở Trường Sa đã bị Bộ Y tế niêm phong. Bố muốn anh đi điều tra xem chuyện gì đã xảy ra. Giang Hành Nguyên thầm tức giận, nhưng ông ta hiểu rằng lúc này mình không thể biểu hiện quá rõ ràng. Ông ta biết bố mình nắm hết toàn bộ quyền lực khống chế Giang gia. Thế ông ta biểu hiện ra vẻ gì đó bất thường, gần như Giang Phàm Lưu sẽ lập tức biết ngay. Được, anh sẽ điều tra kỹ càng. Chú hãy nói với bố, anh sẽ giải quyết tốt chuyện này. Giang Hành Phương đang rất tự tin, biết Giang Bắc có cơ hội hồi phục, ông ta không thể kiềm chế được sự kích động. Đây không chỉ là tỏ vẻ, Giang Hành Phương ông có người nối nghiệp, càng chứng tỏ ông vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí gia chủ. Nói xong, không đợi Giang Hành Nguyên rời khỏi, Giang Hành Phương đã lập tức chuẩn bị. Mặc dù trước đó ông ta đã im lặng một thời gian dài vì chuyện Giang Bắc bị tàn phế. Nhưng dù sao ông ta cũng là đích tôn của Giang gia, ông ta vẫn rất có năng lực. Thoáng chốc, Giang Hành Phương đã chuẩn bị thỏa đáng, dẫn mấy tên vệ sĩ rời khỏi Giang gia. Cùng lúc này, chuyện bốn cửa hàng mỹ phẩm của Giang gia đã bị lan truyền khắp Trường Sa. Mọi người đều rất kinh hãi. Lại có người dám động đến Giang gia. Hơn nữa trông không giống như là âm thầm ra tay, mà rõ như ban ngày. Lúc này, ở khách sạn Song Hỷ Lai, Chu Dương đứng bên cửa sổ trong phòng, nhìn người xe qua lại trên con đường bên dưới, thầm cảm thán. Nhìn mảnh đất nơi có tòa nhà cao ốc đang sụp đổ. Chương 373. Ngay sau đó, người của Giang Hành Phương đã tới một cửa hàng mỹ phẩm gần Giang gia nhất. Cửa hàng đã bị kiểm tra, trên cửa có dán giấy niêm phong. Những người vây xem bên ngoài có đủ kiểu cảm xúc, có người kinh ngạc, có người kích động, có người lạnh nhạt. Chậc chậc, không ngờ ngay cả cửa hàng của Giang gia cũng bị niêm phong. Ai lại có bản lĩnh lớn thế này nhỉ? Thôi đừng có nói lung tung, chẳng lẽ mấy người chưa thấy thứ mà Bộ Y tế tìm ra ở đây à? Ừ, bây giờ chỉ nghĩ lại thôi mà tôi vẫn thấy sợ đây này. Đó là mỹ phẩm, lại còn dùng ở trên mặt, nếu xảy ra vấn đề thì da mặt hỏng hết. Ha ha, tôi thì không tin, trước kia tôi cũng từng mua mỹ phẩm ở đây rồi, có bị làm sao đâu. Nói không chừng có người gài tang vật hãm hại cũng nên. Lúc trước mỹ phẩm mỹ thần cũng dính vào chuyện giống như thế còn gì. Nhưng mỹ phẩm mỹ thần làm sáng tỏ rồi, người ta còn mời được chuyên gia trực tiếp kiểm định chất lượng, đưa ra được lời giải thích cho công chúng. Cửa hàng này của Giang gia có làm được như thế không? Cũng không thể nói trước, Giang gia cũng không thua kém Trương gia, chắc chắn họ cũng sẽ có cách giải quyết. Giang Hành Phương đang đứng ở trong đám người, du rú trong nhà được một thời gian,
trên người ông ta đã không còn phong thái giàu sang ngạo mạn của con cháu gia tộc lớn, trông chỉ giống như một người đàn ông trung niên bình thường. Ông ta yên lặng nghe người xung quanh nói chuyện, từ đó nắm được vài ý chính. Đúng là cửa hàng của Giang gia bị Bộ Y tế niêm phong, hơn nữa còn kiểm tra ra thứ gây bất lợi rất lớn. Thứ đó thậm chí còn có thể khiến người dùng bị hủy hoại nhan sắc. Giang Hành Phương chợt nghĩ đến chuyện trước kia, Giang Hành Nguyên cố tình nhằm vào mỹ phẩm mỹ thần của Trương gia. Lúc ấy Giang Hành Nguyên cũng dùng cách như thế, cho người giả vờ sử dụng mỹ phẩm mỹ thần bị hỏng ra, rồi đứng trước cửa hàng mỹ phẩm mỹ thần chính hãng gào khóc, dùng cách đó để mở rộng ảnh hưởng. Nhưng bây giờ không như lần trước, dù lần đó Giang Hành Nguyên hành động rất đột ngột, nhưng khởi đầu chỉ là tranh cãi dân sự. Cho dù có sức ảnh hưởng, thậm chí ảnh hưởng đến cả sự tồn tại của mỹ phẩm mỹ thần. Nhưng vẫn chỉ ở phương diện dân sự, gây được sự chú ý rất lớn, mà mức độ vẫn có hạn, không tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ phẩm mỹ thần. Thế nên mỹ phẩm mỹ thần mới có thể giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất bằng cách phát sóng trực tiếp một buổi kiểm định chất lượng đơn giản. Lần này thì khác, Giang Hành Phương không biết đối phương là ai. Đối phương âm thầm ra tay khiến Giang gia không kịp trở tay. Hơn nữa, đối phương cũng không bày trò gọi người tới gây rối vụ hỏng ra, mà lại trực tiếp gọi người của Bộ Y tế tới kiểm tra. Ở ngay trước mắt bao người, kiểm tra ra thứ có thể gây hủy hoại nhan sắc. Chứng cứ vô cùng xác thực, Giang gia muốn bắt trước Trương gia, trực tiếp kiểm định chất lượng thì cũng chẳng ai tin. Quan trọng nhất là lần này còn khiến phía chính phủ chú ý tới. Thế nên chẳng thể thay đổi được cục diện. Giang Hành Phương không làm được, Giang gia càng không thể làm được. Đây là một âm mưu. Tất cả mọi người đều nhận thấy được, có người ra tay với Giang gia. Nhưng biết thì sao, thủ đoạn của đối phương quang minh chính đại, thành phần có tác dụng phụ gây hủy hoại nhan sắc bị tìm thấy ở trong cửa hàng mỹ phẩm của Giang gia, thì đương nhiên là phải niêm phong để chỉnh đốn lại. Thậm chí, nếu Giang gia xử lý không tốt, thì sẽ phải tự chặt cổ tay, dứt bỏ khỏi ngành công nghiệp sản xuất mỹ phẩm. Lòng dạ độc ác, Giang Hành Phương thầm nghĩ, mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng chỉ bằng vào điểm đó, đối phương hoàn toàn xứng với lời nhận xét này. Tiếp đến, Bộ Y tế không chỉ nhằm vào mỗi cửa hàng mỹ phẩm của Giang gia ông, mà còn tiến hành một cuộc kiểm tra lớn trong phạm vi toàn thành phố. Không có mục tiêu cụ thể, nhưng lại là một cuộc tổng điều tra. Không ai có thể sai khiến cả Bộ Y tế, thậm chí, ngay cả cửa hàng chính hãng của công ty danh dương mới vừa khai trương được một tháng cũng bị kiểm tra. Giang Hành Phương thầm nghĩ, cửa hàng của công ty danh dương không bị làm sao, chỉ có mỗi cửa hàng của Giang gia ông gặp chuyện xui xẻo, e rằng cũng có liên quan trọng chuyện này. Đi, chúng ta đến cửa hàng của công ty danh dương xem thử, Giang Hành Phương khẽ nói, sau đó cùng đám vệ sĩ đi về phía khu phố đi bộ. Lúc này, nhóm người Chu Dương đang làm việc trong cửa hàng chính hãng. Xem ra Bộ Y tế kiểm tra trong phạm vi toàn thành phố chứ không phải chỉ nhằm vào mỗi cửa hàng kia. Chu Dương thản nhiên nói, còn trong lòng đã nghĩ đến một số chuyện. Cả bốn cửa hàng mỹ phẩm của Giang gia bị niêm phong. Như thế thì số lượng cửa hàng mỹ phẩm giảm bớt, chúng ta sẽ có lợi. Liệu Giang gia có nghi là chúng ta làm không? Thẩm Bích Quân hơi cau mày, khế hỏi. Cô nhìn Chu Dương, trong ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Cô có cảm giác, từ nửa tháng trước, sau buổi tiệc tối ở Giang gia, Chu Dương có gì đó khác lạ. Anh thường xuyên rơi vào trầm tư, lúc thì nhíu chặt chân mày, lúc lại giãn ra. Thẩm Bích Quân thắc mắc, Tạ Linh Ngọc lúc vô tình lúc cố ý nhắc tới. Đến cả Ngưu Xuyên và Trần Thế Hào cũng đã hỏi dò. Nhưng Chu Dương đều không nói. Đúng thật, chỉ có cửa hàng Giang gia gặp chuyện không may, chắc chắn bọn họ sẽ nghi ngờ chúng ta. Không phải lo, có Chu Tổng ở đây, chẳng lẽ chúng ta còn phải sợ gia tộc như Giang gia à? Ừ, tốt nhất là Giang gia đừng tự tới gây chuyện, nếu không, chúng ta sẽ cho bọn họ biết mặt vài người bất đồng ý kiến. Nhưng có Chu Dương ở đây, tất cả mọi người đều tin tưởng anh, thế nên bọn họ cũng không thấy lo lắng. Chu Tổng, bên ngoài có một người tên là Giang Hành Phương muốn tìm anh. Đúng lúc này, một nhân viên đi tới, nhìn Chu Dương với vẻ sùng bái. Giang Hành Phương, nghe thấy cái tên đó, tất cả mọi người đều chấn động, biểu cảm trên khuôn mặt cũng thay đổi. Ngay cả mấy người vừa mới nói không sợ cũng quay sang nhìn nhau. Nói ra miệng thì thế, nhưng bây giờ người ta thật sự tìm đến tận cửa, bọn họ vẫn hơi sợ. Dù sao thì, người có tên, cây có bóng. Giang gia tồn tại ở Trường Sa đã từ rất lâu, sức ảnh hưởng cũng rất lớn, sợ rằng nhất thời Chu Dương cũng không giải quyết được. Càng không nói tới việc lần này Giang Hành Phương tự mình tới đây. Là ông ta ư, thú vị đấy, nào, chúng ta cùng đi gặp đại thiếu gia Giang gia thôi. Chu Dương mỉm cười, vẻ mặt nghiền ngẫm,
đứng lên đi ra bên ngoài. Chu Dương, Giang Hành Nguyên đi tới cửa hàng công ty Danh Dương, bày tỏ ý định của mình xong, liền dạo quanh ở trong cửa hàng. Thế rồi ông ta chợt thấy một nhóm người đi về phía mình. Dẫn đầu là một chàng trai trẻ tuổi, trông giống như Chu Dương trong tấm ảnh ông ta đã từng thấy, ông lập tức hiểu rõ. Nghe nói đại thiếu gia Giang gia tìm tới, không biết có chuyện gì. Chu Dương không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Hơn nữa anh vẫn luôn chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Giang Hành Phương. Vị đại thiếu gia Giang gia đứng trước mặt anh, chính là bố của Giang Bắc. Sau khi Chu Dương đánh Giang Bắc tàn phế, Giang Hành Phương không cam tâm, nhiều lần muốn ra tay với Chu Dương, nhưng mỗi lần đều bị Chu Dương phản kích mạnh mẽ. Cuối cùng, Giang Hành Phương còn thuê người định bắt cóc ba thành viên trong nhóm Rocket Girl, ép Chu Dương khuất phục. Nhưng những chuyện này đều không thể công khai ra ngoài, thế nên bọn họ chỉ âm thầm tranh đấu. Bây giờ Giang Hành Phương tỏ vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì, bình tĩnh tìm đến tận cửa, không cho Chu Dương cơ hội cân nhắc. Chương 374. Chu Dương nhìn Giang Hành Phương, còn Giang Hành Phương cũng đang quan sát anh, cả hai trong lòng đều đang suy nghĩ, đối phương là một người như thế nào. Bởi vì Giang Hành Phương rất ít khi lộ diện ra bên ngoài, nên Chu Dương không biết nhiều về ông ta. Nhiều nhất cũng chỉ là thông qua Trương Anh và Trương Kiệt, biết thêm được một chút thông tin về Giang Hành Phương. Nhưng Chu Dương không giống như vậy, anh thời gian này ở Trường Sa, ở Tương Tây đã làm ra không ít chuyện gây ồn ào. Cho nên Giang Hành Phương rất dễ dàng tìm được nhiều thông tin về anh. Vậy nên, những thông tin Giang Hành Phương biết về anh càng sâu sắc kỹ lưỡng hơn so với những gì Chu Dương hiểu về Giang Hành Phương. Cũng chính vì như vậy, hôm nay Giang Hành Phương mới đích thân tìm đến tận cửa. Ông ta không phải đến bới móc gây chuyện nên cũng không lo Chu Dương sẽ gây khó dễ. Dù gì trong những thông tin mà Giang Hành Phương biết được, Chu Dương là một người tương đối hiểu đạo lý. Anh là Chu Dương, có điều, mặc dù đây là lần đầu Giang Hành Phương tận mắt thấy Chu Dương, nhưng trên người anh lại toát ra một khí thế mạnh mẽ. Loại khí thế này thậm chí khiến Giang Hành Phương có chút kinh ngạc. Nhìn chung cả Giang gia, những người cùng thế hệ, không ai có được cái khí chất như Chu Dương, thậm chí Giang Hành Phương cả đời này cũng không có được khí chất như vậy. Giang Hành Phương nghĩ thầm. Người có khí chất này cũng chỉ có gia chủ Giang Phàm Lưu. Nhưng khí chất của hai người tuyệt nhiên không hề giống nhau. Khí thế dũng mãnh của Giang Phàm Lưu, áp chế toàn bộ Giang gia, khiến người Giang gia đều nằm trong uy lực của ông ta. Vì thế, người Giang gia nhìn Giang Phàm Lưu đều sợ sệt, cẩn thận dè chừng, sợ làm sai chuyện gì khiến cho Giang Phàm Lưu quở trách. Còn Chu Dương lại khác. Giang Hành Phương có thể dễ dàng cảm nhận rõ, khí chất trên người Chu Dương toát ra một năng lượng dồi dào. Giống như ánh mặt trời mới mọc, chói lọi tỏa ra bốn phía. Cái khí thế này không phải để dọa nạt ai, mà là để cảm hóa người khác. Bảo sao bên cạnh Chu Dương có nhiều người giúp đỡ như vậy, thậm chí tổng tài của công ty Danh Dương cũng ủng hộ anh sau khi trong lòng đã có ấn tượng ban đầu, Giang Hành Phương cảm thấy về sau sẽ dễ nói chuyện hơn. Vốn dĩ giữa hai bên dường như có mâu thuẫn không thể giải quyết được. Ông ta đột nhiên đến trước thế này, rất có khả năng sẽ bị hiểu nhầm là muốn đến để khiêu khích. Một khi như vậy, thì không còn lý do để hai bên tiếp tục đàm phán khai thông tư tưởng nữa, bắt buộc phải đối đầu không khoan nhượng. Nếu như vậy, sẽ đi ngược lại với dự định ban đầu của Giang Hành Phương. Nếu hôm nay ông đến chỉ để hỏi câu này, vậy bây giờ có thể đi rồi. Trong lòng Chu Dương có chút khó hiểu, Giang Hành Phương là anh cả nhà Giang gia, mặc dù vì chuyện Giang Bắc bị tàn phế, ông ta mất đi tư cách cạnh tranh chức gia chủ, nhưng bản thân ông ta ở Giang gia cũng có địa vị không nhỏ. Ông ta vừa đến khí thế mạnh mẽ, Chu Dương còn tưởng rằng đối phương muốn soi mói, bởi móc gì. Nhưng đợi cả nửa ngày, hai bên chỉ nhìn nhau, Giang Hành Phương cũng chỉ thốt ra câu nói này, khiến Chu Dương khá thất vọng. Nếu Giang Hành Phương thật sự muốn đến bởi lông tìm vết, vậy thì Chu Dương còn có thể mượn cớ dạy bảo, cũng nhân cơ hội cho Giang ra một lời cảnh cáo, thậm chí có không ít lợi ích. Nhưng nếu chỉ một câu nhẹ như gió bay thế này, vậy thì Chu Dương sẽ không có lý do gì để ra tay. Chu Dương nói xong, Tô Vĩ bên cạnh cũng nhìn Giang Hành Phương, suy cho cùng trong mắt cậu, Giang Hành Phương dù là con cháu của một gia tộc lớn, nhưng cũng không thể so sánh với mình. Thêm nữa, trước đây tất cả mọi việc xảy ra khiến Tô Vĩ không có thiện cảm với Giang gia, với Giang Hành Phương đương nhiên càng không có cảm tình tốt đẹp gì. Ha ha, cuối cùng cũng là người trẻ tuổi, nóng giận hơn, người như vậy liệu có làm nên đại sự? Giang Hành Phương thờ ơ, không hề để tâm đến lời nói Chu Dương và biểu cảm của những người khác. Lần này, ông ta đến điều tra chuyện bốn cửa hàng mỹ phẩm lớn của Giang gia bị niêm phong. Điều tra rõ ràng mọi chuyện là quan trọng,
nhưng đây không phải mục tiêu cuối cùng của Giang Hành Phương. Không dễ gì ông ta có được một lý do chính đáng tham gia vào ngành mỹ phẩm, vậy thì nhất định phải tăng cường mở rộng thế lực của bản thân. Trước mắt, cả Trường Sa, toàn bộ Tương Tây, người có thể hợp tác với Giang Hành Phương chỉ có Chu Dương. Sản nghiệp ngành mỹ phẩm Giang gia đã bị Giang Hành Nguyên khống chế trong lòng bàn tay. Còn ngành mỹ phẩm của Trương gia căn bản không thể ngang tầm hợp tác với Giang gia. Cho nên nhìn tổng quan, chỉ có mỗi công ty Danh Dương vừa xâm nhập thị trường Tương Tây mới phù hợp để hợp tác. Cho dù giữa Giang Hành Phương và Chu Dương vẫn còn mối thù phế bỏ con trai. Điều này trong mắt Giang Hành Phương vốn dĩ không đáng là gì. Giang Bắc đã bị tàn phế, dù Giang Phàm Lưu có mời một người nào khác ra tay giúp đỡ, cũng không thể nào khiến Giang Bắc phục hồi lại như trước. Như vậy, Giang Hành Phương càng quyết tâm nắm bắt thời gian trau dồi thế lực của bản thân. Lần này tôi đến tìm cậu, ngoài muốn hỏi câu này ra, tôi còn muốn hợp tác với cậu. Giang Hành Phương bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, cả Chu Dương và những người khác thần sắc đều vô cùng kinh ngạc, nét mặt không thể tin được. Không phải nghe nhầm chứ? Giang Hành Phương đột nhiên muốn hợp tác với chúng ta sao? Đây là câu hỏi đầu tiên đặt ra trong đầu mọi người. Phải biết rằng, mâu thuẫn giữa Chu Dương và Giang gia không phải ngày một ngày hai, đặc biệt là giữa Giang Hành Phương vẫn còn mối thù hại con trai. Giang Hành Phương không tìm Chu Dương báo thù đã khiến người khác khó mà tin được, sao có thể chủ động đề nghị muốn hợp tác. Lúc đó, đến cả tinh thần Chu Dương cũng hơi hoảng hốt, cảm thấy Giang Hành Phương đứng trước mặt so với sự hiểu biết của bản thân, dường như có sự khác biệt rất lớn. Tôi không nghe nhầm chứ, ông muốn hợp tác với tôi. Sợ rằng bản thân nghe nhầm, Chu Dương hỏi lại lần nữa, nhìn vào ánh mắt của Giang Hành Phương, giống y như một vật thể lạ. Chu Dương thực sự không hiểu nổi Giang Hành Phương muốn hợp tác rốt cuộc là muốn toan tính điều gì. Thế nào, không được à, Chu Dương cậu có thể hợp tác với Trương gia, vậy sao lại không thể hợp tác với Giang Hành Phương tôi? Giang Hành Phương gượng cười hỏi lại, ngay lúc đó, ánh mắt sắc bén của Chu Dương liếc nhìn Giang Hành Phương. Ông ta vừa nói hợp tác với Giang Hành Phương, chứ không phải hợp tác với Giang gia. Trong đầu Chu Dương bắt đầu xuất hiện một mở suy nghĩ. Câu nói này, nhìn có vẻ như không có vấn đề gì, Giang Hành Phương là người của Giang gia, hơn nữa lại là con trai cả của gia chủ Giang Phàm Lưu, hợp tác với ông ta thì cũng không khác gì hợp tác với Giang gia. Có điều, biết rằng trước đó chuyện Giang Bắc bị tàn phế, Giang Hành Phương đã mất đi tư cách tranh giành chức gia chủ Giang gia. Cho nên, ý nghĩa trong câu nói này của Giang Hành Phương vô cùng rõ ràng. Đấy chính là muốn Chu Dương hợp tác với mỗi mình Giang Hành Phương, không liên quan gì đến Giang gia. Lý do, Chu Dương gắn giọng, anh đã hiểu, hôm nay Giang Hành Phương đến tìm mình, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Thậm chí có mặt bao nhiêu người, lại nói ra câu muốn hợp tác với anh. Tôi có thể cung cấp cho cậu kế hoạch tiếp theo của Giang gia, đây là thể hiện thành ý của tôi. Giang Hành Phương nói xong, lấy ra một bản văn kiện. Nhìn thấy tập tài liệu, Chu Dương nhìn chằm chằm vào đó, những người khác cũng tò mò nhìn theo. Chương 375. Đừng nhìn tôi như vậy, để thể hiện thành ý muốn hợp tác với mọi người, tôi chỉ có thể cho các người xem cái này. Giang Hành Phương rất hài lòng với phản ứng của đám người Chu Dương, cười rạng rỡ, ông ta để tập tài liệu lên bàn, như không để tâm điều gì khác. Như thể trong túi văn kiện này, chả có gì quan trọng. Theo như tôi biết đại thiếu gia Giang gia hình như không giống như thế này, trước kia tôi đã đánh con trai ông ta tàn phế, chẳng lẽ ông không hận tôi chút nào sao? Ánh mắt Chu Dương sáng rực lên, trực tiếp hỏi, nếu hai bên thật sự hợp tác thành công, vậy thì việc Giang Bắc bị tàn phế vẫn sẽ luôn tồn tại, sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ. Cho nên, Chu Dương không thể không cân nhắc cẩn thận. Thậm chí, Chu Dương còn muốn biết, Giang Hành Phương làm như vậy, những người khác của Giang gia có biết không, họ có tham gia vào việc này không, hay là Giang gia sắp xếp để Giang Hành Phương làm như vậy? Nếu không, ông ta là người đã mất đi tư cách tranh vị trí gia chủ. Tại sao lại chủ động đề xuất hợp tác lần này? Rõ ràng nếu là hợp tác thì Giang Hành Phương bắt buộc phải điều động lực lượng tài nguyên của Giang gia, nếu không chỉ dựa vào lời nói thì làm sao có thể gọi là hợp tác? Hận, Giang Hành Phương lạnh lùng nói, thay đổi thái độ vừa nãy, toàn thân toát lên vẻ căm hận Chu Dương cùng cực. Bây giờ với vừa nãy hoàn toàn là hai phong thái khác nhau, khiến Chu Dương cũng hơi sững sờ. Giang Bắc là con trai duy nhất của tôi, bị cậu đánh tàn phế rồi, tôi đương nhiên là căm hận cậu. Nhưng thế thì sao chứ? Cậu có đủ thực lực, cũng có đủ sự trợ giúp. Cho dù là Giang gia, ở trong tay cậu, không phải là 5 lần 7 lượt bị công kích rồi sao? Huống hồ, bây giờ Giang gia đã không ủng hộ việc tôi trả thù cậu, bọn họ đã bỏ rơi tôi, nếu đã như vậy thì tôi sẽ từ bỏ tất cả,
hợp tác với cậu cũng đâu có vấn đề gì. Giang Hành Phương cười khẩy, nhíu hai hàng lông mày, đối với Chu Dương, đối với Giang gia đều là sự căm hận mà ông ta cũng chẳng thèm che giấu. Cho dù bây giờ ông ta đang đứng trước mặt Chu Dương, một phút trước còn nói muốn cùng Chu Dương hợp tác, mà vẻ thù hận trên mặt cũng không hề mất. Mọi người thấy thế, đều trợn mắt nhìn, càng khó chịu trước thái độ của Giang Hành Phương. Chủ động đưa ra lời hợp tác là ông ta Giang Hành Phương mà bây giờ lại không hề che giấu sự thù hận với Chu Dương. Con người hai mặt như vậy, làm sao có thể yên tâm hợp tác được? Anh Dương, em thấy ông ta không hề có thành ý hợp tác gì cả. Ngưu Xuyên hiếm khi lên tiếng nói. Từ trước tới nay, Ngưu Xuyên ở bên Chu Dương đều là để bảo vệ sự an toàn cho anh, rất ít khi đưa ra ý kiến của mình đối với công ty Danh Dương hay bản thân thân Chu Dương. Mà bây giờ, ngay cả cậu ấy cũng không nhịn được. Đúng vậy, lão đại, chỉ một Giang gia còn con, là cái thá gì chứ? Dù sao, chúng ta ở Tương Tây cũng đã đứng vững rồi, có hợp tác với họ hay không, chả có quan hệ gì cả. Tô Vĩ cũng khinh thường nói. Giang gia là một gia tộc lớn ở Tương Tây, đứng trong năm gia tộc lớn. Nhưng Tô gia ở Đông Hải, cũng là gia tộc đứng đầu như vậy, cho dù là thực lực, di sản cũng không thua kém gì Giang gia. Tô gia bọn họ ở trước mặt Chu Dương còn không dám lộng hành, huống hồ chỉ là một Giang gia bé nhỏ. Hành động Giang Hành Phương đối với Tô Vĩ mà nói, đúng là không biết xấu hổ. Chu Dương, anh quyết định đi, tôi nghe anh. Trầm Bích Quân ghé vào tai Chu Dương, nhẹ nhàng nói. Lúc này, người thông minh như Thẩm Bích Quân cũng không chắc chắn Giang Hành Phương rốt cuộc có mục đích gì, cho nên cô để Chu Dương quyết định. Nói như vậy, Chu Dương có đủ quyền quyết định, cho dù Giang Hành Phương có mục đích gì thì bọn họ cũng có đủ khả năng ứng phó. Thế nào, có muốn hợp tác với Giang Hành Phương tôi không, nếu cậu vẫn chưa quyết định được, hay là xem trước văn kiện này đi, ngày mai tôi lại đến. Giang Hành Phương cười nhẹ vài tiếng, không hề để ý thái độ của đám người Chu Dương, nói xong liền dẫn người rời đi, không hề dài dòng. Đợi Giang Hành Phương rời khỏi cửa hàng, đám Chu Dương mới yên lặng. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt tất cả mọi người đều dồn vào túi văn kiện trên bàn. Lời nói của Giang Hành Phương lúc nãy rốt cuộc có ý gì? Túi văn kiện này rốt cuộc chứa cái gì, không ai biết. Xem đi, đều là người mình cả nhìn thấy không ai có động tĩnh gì, Thẩm Bích Quân bước đến, cầm lấy túi văn kiện, lấy ra mấy bản tài liệu. Chỉ nhìn qua một chút, sắc mặt của Thẩm Bích Quân thay đổi nhẹ, ánh mắt chứa đầy vẻ kinh ngạc. Xem đi, trong này có rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết. Trầm Bích Quân trầm giọng nói, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Cô vừa nói xong, tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc. Để tôi xem, Chu Dương cầm lấy tập văn kiện, xem kỹ một lượt, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Những người khác chưa xem cũng thấy sốt ruột. Giang Hành Phương đã lấy văn kiện này để thể hiện thành ý mong muốn hợp tác của mình, vậy thì sự quan trọng của nó không cần nói cũng biết. Cho dù không phải văn kiện cơ mật của Giang gia, tính bảo mật cũng vô cùng nghiêm ngặt, người ngoài căn bản không thể biết được. Chu Dương vẫn luôn lạc quan, không có chuyện gì làm khó được anh. Nhưng bây giờ, Chu Dương xem xong, sắc mặt cũng không hẳn là tốt. Chu Dương, rốt cuộc làm sao vậy? Trong văn kiện rốt cuộc viết cái gì? Trần Thế Hào trầm giọng hỏi. Những người khác cũng đều hướng ánh mắt tỏ vẻ tò mò. Không có gì to tát, cũng không có quan hệ gì lớn với chúng ta, mọi người cũng xem đi. Lông mày Chu Dương hơi cau lên, thở nhẹ một tiếng, rồi đưa tập văn kiện cho đám người Tạ Linh Ngọc. Hai, không có chuyện gì mà anh nghiêm túc như vậy, làm bọn em còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì chứ. Đúng vậy, lão đại, em lo lắng thừa cho anh rồi. Chu Tổng, nếu đã không liên quan đến chúng ta, vậy thì chúng ta có cần hợp tác với Giang Hành Phương không? Đúng vậy, con người này xem ra thâm hiểm, ngay cả việc con trai bị tàn phế cũng có thể quên đi, rất khó bảo đảm là ông ta không đâm sau lưng chúng ta. Mọi người nghe Chu Dương nói vậy, tâm trạng lo lắng vừa rồi cũng được chút bỏ. Chu Tổng, chuyện này chẳng lẽ không liên quan đến chúng ta? Nhưng lúc này, sau khi Tôn Việt xem xong, vẻ mặt có chút khó coi. Mọi người bất ngờ, không biết Tôn Việt làm sao. Rõ ràng vừa nãy Chu Dương mới nói, những thứ trong văn kiện không liên quan đến bọn họ. Sao bây giờ khuôn mặt Tôn Việt lại biến sắc như vậy? Nhưng giây tiếp theo, mọi người mới thấy, không chỉ có Tôn Việt mà những người đã xem văn kiện, sắc mặt cũng rất khó coi. Tạ Linh Ngọc, Ngưu Xuyên, Trần Thế Hào, ba người họ xem xong văn kiện trước, lúc này cũng trở nên trầm mặc. Thực sự thì cũng không liên quan gì nhiều đến chúng ta, kế hoạch tiếp theo của Giang gia là muốn nhằm vào Trần gia và Đinh gia, người đã muốn phản bác họ trong bữa tiệc đó, cho nên, chúng ta có thể xem trò hay, nói không chừng có thể tìm thấy cơ hội ra tay tiếp.
Chương 376. Chu Dương thờ ơ nhún vai, dáng vẻ như mọi chuyện không liên quan gì đến mình. Mọi người cũng sững sờ khi nghe thấy lời nói của anh. Mọi người nhìn thấy khuôn mặt của mấy người Tạ Linh Ngọc sau khi nghiêm túc lại trở nên căng thẳng, càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ trong lòng bọn họ muốn biết rốt cuộc trong tài liệu viết gì. Được rồi, các người đọc tài liệu trước, sau đó sẽ hiểu ý của tôi. Nhìn thấy dáng vẻ này của mọi người, trong lòng Chu Dương cười gượng. Trong thời gian này, Chu Dương và mọi người cùng nhau hành động, mở cửa hàng trụ sở của công ty Danh Dương, gây rối loạn cho bữa tiệc của Giang gia. Mỗi một chuyện dường như đều có thể trở thành chuyện mà bọn họ đang theo đuổi suốt đời. Chưa kể đến độ nổi tiếng của việc mở cửa hàng trụ sở đã lôi kéo tính hãng hải của đám người Vương Đại Lục và Chu Hạo, cũng cho người khác thấy bản lĩnh của Chu Dương. Mặc dù nói hôm đi gây rối tại bữa tiệc của Giang gia chỉ có một vài người trong số họ tham gia, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc mọi người nghe ngóng chuyện sau đó. Đợi đến khi bữa tiệc của Giang gia lan truyền khắp Trường Sa, mấy người không đi đó đều vô cùng ngưỡng mộ. Dẫu sao Giang gia cũng là một gia tộc thượng lưu tương tự như Tô gia, có thể gây ồn ào trong bữa tiệc của gia tộc lớn như vậy. Sau này đồn ra ngoài đều có thể khiến người khác nhìn với cặp mắt khác xưa, khen ngợi lia lịa. Dẫu sao Giang gia đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, đây còn là lần đầu tiên có người gây rắc rối trong bữa tiệc. Hơn nữa, Giang gia không có biện pháp đối phó với đối phương, khiến đối phương nghênh ngang an toàn rời khỏi. Chẳng mấy chốc, mọi người liền nhao nhao đến xem tài liệu. Lúc này, mọi người mới hiểu nguyên nhân Chu Dương có thái độ hờ hững. Tài liệu này đích thực là tài liệu bí mật của Giang gia. Bên trong đã viết rất nhiều kế hoạch sau này và dự định của Giang gia. Có thể nói cầm lấy tài liệu này thì tương đương với việc tham gia lên kế hoạch sắp xếp những việc trong Giang gia. Nhưng điều khiến mọi người không hiểu là căn cứ theo những gì được nêu trong tài liệu này, đối tượng mà Giang gia muốn giải quyết sau này không phải là Chu Dương, mà là Trần gia và Đinh gia, còn có một số người và gia tộc nhỏ không tôn trọng Giang gia trong bữa tiệc. Chu Dương, cậu biết gì về Trần gia và Đinh gia? Trần Thế Hảo dẫu sao cũng có kinh nghiệm phong phú, chỉ cần liếc qua tài liệu là có thể hiểu rất nhiều thứ. Sau khi chờ mọi người xem xong, ông ấy mới bắt đầu hỏi một số chi tiết. Mặc dù tài liệu này là do Giang Hành Phương đưa đến để bày tỏ thành ý, nhưng bọn họ cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, không chút đề phòng. Cho nên mục tiêu chính của Giang gia trong tài liệu đổi thành Trần gia và Đinh gia. Trần Thế Hào cần tìm hiểu nhiều hơn mới có thể đánh giá về tính xác thực bên trong. Không hiểu biết nhiều, nhưng tất cả những điều trong tài liệu này đều là sự thật. Giang gia thật sự có dự định ra tay với Trần gia, Đinh gia và những người khác. Chu Dương gật đầu, trầm giọng nói. Dáng vẻ của anh có vẻ như thờ ơ, nhưng thực tế trong lòng đã bắt đầu cảnh giác. Trong bữa tiệc của Giang gia, Trần gia và Đinh gia dẫn đầu tiến hành phê phán Giang gia. Chu Dương biết chuyện này, anh cũng biết rằng lúc đó Giang gia ngại có nhiều người nên không thể làm gì được. Nhưng sau đó, Giang gia nhất định muốn truy cứu trách nhiệm của Trần gia, Đinh gia và những người khác. Dẫu sao bất kể thế nào Giang gia cũng là một trong năm gia tộc lớn ở tỉnh Tương Tây. Giang gia không dễ bị bắt nạt. Chỉ là Giang gia muốn đối phó với Trần gia và Đinh gia, rốt cuộc có phải là vì sự việc xảy ra trong bữa tiệc hay không, Chu Dương vẫn không hoàn toàn chắc chắn. Phải biết rằng, Chu Dương trước đây làm trung gian giới thiệu để gia chủ Trần Lễ của Trần gia có một nói chuyện qua điện thoại với gia chủ Trương Thái Viêm của Trương gia. Chính trong cuộc trao đổi đó, Trần gia đã vứt bỏ Giang gia, chọn hợp tác với Trương gia. Đây chỉ là sự hợp tác trên bề mặt, Chu Dương không biết, có tấm gương Trần gia này. Trương gia có bí mật liên lạc với các gia tộc khác liên hợp lại để đối phó với Giang gia hay không? Dẫu sao Giang gia hống hách nắm nhiều quyền hành ở Trường Sa, đã gây ra sự bất mãn cho rất nhiều gia tộc và cá nhân. Tất cả họ sẽ là người giúp đỡ lật đổ tòa nhà to lớn như Giang gia. Nếu chuyện Trần gia đạt được hợp tác với Trương gia sớm bị Giang gia phát hiện, vậy thì Giang gia hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này để cùng lúc loại bỏ Trần gia. Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Dương rực sáng, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Mô phỏng rất nhiều tình huống có thể xảy ra, nhưng cuối cùng bị anh loại trừ từng cái một. Chu Dương không phải là thần thánh, anh chỉ có thể đoán trước được một mục tiêu lớn. Ví dụ, nếu Giang gia muốn ra tay với Trần gia, bên trong có thể không chỉ vì chuyện trong bữa tiệc. Chuyện Trần gia đạt được hợp tác với Trương gia chưa hẳn không phải là một nguyên nhân quan trọng. Nhưng Chu Dương không hề biết Giang gia sẽ dùng biện pháp cụ thể nào. Nếu không, Chu Dương hoàn toàn có thể lên kế hoạch tỉ mỉ. Hóa giải tất cả các mục tiêu của đối phương. Người có thể làm đến thế tuyệt đối không phải là một người bình thường. Chí ít Chu Dương tự cảm thấy mình không phải là người như thế.
Mọi người chỉ cần làm tốt việc riêng của mình, mọi người biết đến chuyện này là được, đừng lan truyền tin tức, bây giờ tôi phải ra ngoài, có một số chuyện cần được sắp xếp trước. Chu Dương suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định đi nhắc nhở Trần Gia. Dẫu sao Trần Gia đạt được hợp tác với Trương Gia là do anh đứng giữa giới thiệu. Nếu anh không biết Giang Gia chuẩn bị ra tay với Trần Gia thì không sao, nhưng bây giờ đã biết, Chu Dương tất nhiên không thể thờ ơ. Xuyên Tử, cậu đi cùng tôi. Để tránh lặp lại tình huống tương tự như khi anh cùng Giang Yến trước đây gặp phải, Chu Dương kêu Ngưu Xuyên đi cùng. Chẳng mấy chốc, Chu Dương dẫn Ngưu Xuyên đến Trần Gia. Lúc này, trên dưới Trần Gia đã bày ra thế trận chờ quân địch, đáy lòng hồi hộp nhưng thái độ lại bình tĩnh, thậm chí từng người giúp việc cũng vô cùng cảnh giác. Biết Chu Dương đã đến, Trần Thiếu lập tức đi ra ngoài cửa đón tiếp. Anh đến đây làm gì? Vẻ mặt Trần Thiếu vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Chu Dương và Ngưu Xuyên. Lần trước trong bữa tiệc của Giang, mọi người đều nhìn thấy sức mạnh của Chu Dương và Ngưu Xuyên, nhận thức rõ hai người họ đặc biệt là Ngưu Xuyên, có sức mạnh bí hiểm. Giang Gia, Dư Gia và Đường Gia, tổng cộng có gần 40-50 bảo vệ đều không thể giữ Chu Dương và Ngưu Xuyên lại được. Nếu đổi là một nơi khác, càng không ai có thể giữ bọn họ lại. Cho nên bây giờ càng có nhiều người ở tỉnh Tương Tây đang thăm dò tin tức của Chu Dương và Ngưu Xuyên, muốn kết giao với họ. Đặc biệt là những người vốn có mâu thuẫn xung đột với Giang Gia, càng muốn có quan hệ với họ. Bố cậu có ở đây không? Tôi có chuyện muốn nói với ông ấy. Chu Dương thản nhiên nói, không muốn làm trễ thời gian, trực tiếp đi vào bên trong trang viên Trần Gia. Chuyện gì, anh nói với tôi không được à? Vẻ mặt Trần Thiếu không nói nên lời, có chút tức giận. Chu Dương luôn trông rất lạnh lùng, như thể mọi người đều nợ tiền anh. Ấn tượng này đặc biệt rõ ràng trong lòng của Trần Thiếu. Nói với cậu không giải quyết được. Chu Dương dừng bước, quay đầu nhìn Trần Thiếu, ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng nhanh chóng lắc đầu tiếp tục đi vào trong. Không phải là Chu Dương coi thường Trần Thiếu, mà chuyện này có phần quan trọng, không chỉ là việc của Trần Gia, mà còn liên quan đến Trương Gia. Không lâu sau đó, Chu Dương đến đại sảnh lần trước gặp Trần Lễ của Trần Gia. Chỉ là lúc này, ở đại sảnh, ngoài Trần Lễ, còn có một vài người. Nhìn thấy Chu Dương, mọi người cùng nhau nhìn qua đó, ánh mắt tò mò, dò xét. Chương 377. Chu Dương cũng ngơ ngác, vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhìn mấy người ngồi trong đại sảnh. Ngoại trừ Trần Lễ là gia chủ của Trần Gia, Chu Dương hoàn toàn không quen biết những người còn lại. Mặc dù Chu Dương không quen biết bọn họ, nhưng điều đó không ngăn Chu Dương cảm nhận được khí chất vượt trội của bọn họ. Những người này chắc hẳn là gia chủ của một số gia tộc lớn. Lẽ nào bọn họ đã nhận được tin Giang Gia có ý định ra tay với bọn họ sao? Trong lòng Chu Dương thầm nghĩ, anh không nghi ngờ Giang Hành Phương một mặt cho anh tài liệu, mặt khác còn đưa tài liệu cho Trần Gia. Nếu như vậy, suy nghĩ của Giang Hành Phương hoàn toàn không thể che giấu được. Thậm chí chẳng mấy chốc, mọi người trong Giang Gia cũng sẽ biết. Dẫu sao đối với mọi người trong Giang Gia mà nói thì tài liệu bí mật như vậy không phải ai cũng có thể xem được. Còn mặt khác, như Chu Dương đã biết thì ngành mỹ phẩm của Giang Gia đều do nhị gia Giang Hành Nguyên quản lý. Bây giờ Giang Hành Phương muốn dựa vào lần hợp tác này với Chu Dương để chắc chắn lấy được lợi ích từ trên người Giang Hành Nguyên. Đây là chuyện không thể bỏ qua cho một người có lòng muốn cạnh tranh vào vị trí gia chủ. Vậy thì trước mắt chỉ có một lời giải thích cho lý do nhiều người tập trung tại Trần Gia như vậy. Kể từ sau khi bữa tiệc của Giang Gia, mọi người đã đoán rằng Giang Gia sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ, nhất định sẽ tìm cơ hội đối phó. Cho nên kể từ đó, bọn họ đã luôn giữ liên lạc, bất cứ lúc nào cũng tập hợp lại cùng nhau chia sẻ quan điểm. Đồng thời, một khi Giang Gia có hành động, bọn họ cũng có thể phản ứng và hợp tác tốt hơn với nhau. Nghĩ đến những điều này, Chu Dương cũng không ngạc nhiên, khôi phục lại vẻ hờ hững của mình. Là Chu Dương, cậu đến đây làm gì vậy? Trần Lễ hơi sững sờ khi nhìn thấy Chu Dương, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, trực tiếp đứng dậy mỉm cười nói. Nói đến thân phận, Trần Lễ là gia chủ của Trần Gia, quản lý một Trần Gia to lớn như vậy, địa vị thân phận cao quý. Ở Trường Sa, ngoài Giang Gia, chỉ còn có một vài gia chủ của gia tộc lớn. Còn Chu Dương một thân một mình, hoàn toàn không thể ngang hàng với Trần Lễ, gia chủ của Trần Gia. Thế nhưng, bỏ đi những điều này, Chu Dương có đủ tư cách để ngang hàng với Trần Lễ. Đầu tiên, những người bên cạnh Chu Dương, mỗi một người đều là người ưu tú. Chưa kể đến những người đẹp tuyệt sắc như Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Ngọc. Trong toàn tỉnh Tương Tây, chỉ có Giang Yến của Giang Gia mới có thể so sánh với họ. Thứ hai, vệ sĩ Ngưu Xuyên của Chu Dương có bản lĩnh lớn, không ai trong toàn tỉnh Tương Tây là đối thủ.
một người đánh bại hơn 40 bảo vệ của Giang gia, an toàn rút lui. Nếu đổi là người khác thì không ai có thể làm được. Thực lực của Chu Dương cũng không thể xem thường. Mặc dù một mình đánh 10 người có hơi quá sức, nhưng mấy tên côn đồ tầm thường thì hoàn toàn không thể chạm vào người anh. Hơn nữa, trong thời gian gần đây, cửa hàng của công ty Danh Dương bỗng nổi tiếng, giống như ánh mặt trời không ngừng tỏa sáng, khiến mọi người trên khắp tỉnh Tương Tây bị choáng ngợp mắt mở không nôi. Đặc biệt là với các gia tộc lớn như Trần gia, chứng kiến công ty Danh Dương bùng nổ nguồn năng lượng lớn như vậy chỉ trong một tháng, từng người một đã bị chấn động đến mức không nói nên lời. Những gia tộc lớn này của bọn họ kinh doanh ở Trường Sa và tỉnh Tương Tây hơn mười mấy năm, hoạt động ở mọi khía cạnh. Sức mạnh gia tộc không phải người bình thường có thể lung lay được. Nhưng trong tất cả sản nghiệp của bọn họ trong thời gian này không có cửa hàng nào náo nhiệt như cửa hàng của công ty Danh Dương. Chỉ trong nửa tháng, doanh thu bán hàng gần mấy tỷ khiến mọi người nghẹn họng chố mắt, không thể tin được. Vào lúc này, trong đại sảnh của Trần gia, ngoài Trần Lễ, còn có gia chủ của Đinh gia là Đinh Đào, gia chủ của Lưu gia là Lưu Phong và gia chủ của Triệu gia là Triệu Quế Cát và những người khác, quyền lực gia tộc tương đối nhỏ, chỉ có thể đóng vai trò quần chúng. Bọn họ nhìn Chu Dương với từng suy nghĩ khác nhau. Đây là Chu Dương, Trần lão đệ, ông không giới thiệu với chúng tôi à? Thấy Trần Lễ không nói, mà Chu Dương chỉ đứng ở đại sảnh cũng im lặng, gia chủ của Đinh gia là Đinh Đào chậm rãi nói. Chỉ là trong giọng điệu này đầy sự mong đợi, sắc mặt của những người khác cũng nhao nhao lộ vẻ khác thường, nhìn Trần Lễ và Chu Dương. Bọn họ không thân quen với Chu Dương, thậm chí trước đó không hề có bất kỳ mối quan hệ qua lại nào. Bây giờ Chu Dương lại chủ động đến Trần gia, điều đó đủ cho thấy mối quan hệ giữa Chu Dương và Trần gia tốt hơn nhiều so với bọn họ nghĩ. Thậm chí, nhiều người còn suy đoán rằng Trần gia ngang nhiên trách mắng Giang gia trong bữa tiệc của Giang gia bởi vì có Chu Dương chống đỡ sau lưng. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng không thể ngăn suy nghĩ chủ quan trong lòng mọi người. Thêm nữa, bây giờ mọi người đang bàn bạc hành động Giang gia có thể làm gì tiếp theo, Chu Dương vừa đúng lúc này lại đến đây. Nếu nói chỉ đơn giản là trùng hợp, thì mọi người đều không tin. Ồ, gần như quên mất. Đến đây, để tôi giới thiệu cho mọi người. Vị này là Chu Dương. Cửa hàng của công ty Danh Dương gần đây vô cùng nổi tiếng chính là cửa hàng dưới tên của cậu ấy. Trần Lễ mỉm cười giới thiệu, bước vài bước về phía Chu Dương, nắm lấy cánh tay của Chu Dương đi về phía vị trí gia chủ. Tất cả những người có mặt cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Bọn họ đang nghĩ gì, Chu Dương không biết, cũng không muốn biết. Chu Dương, để tôi giới thiệu cậu với một người. Kéo Chu Dương đến bên cạnh mình, Trần Lễ mới bắt đầu giới thiệu những người khác. Đây là Đinh Đào, gia chủ của Đình gia. Đây là Lưu Phong, gia chủ của Lưu gia. Đây là Triệu Quế Cát, gia chủ của Triệu gia. Đây là Hoàng Tam Lập của quỹ đầu tư Cốc Chính. Đây là Tôn Liên của quỹ đầu tư Thời Thượng. Trần Lễ giới thiệu một lượt tất cả những người có mặt. Ngay cả những người nhỏ tuổi đi cùng với gia chủ của gia tộc lớn cũng được giới thiệu tỉ mỉ, điều này khiến Chu Dương hơi ngạc nhiên. Phải biết rằng, đến đẳng cấp bây giờ của Chu Dương, ngoài những gia chủ và con cháu chủ yếu trong các gia tộc lớn, thì những người nhỏ tuổi đó không thể đứng ngang hàng với Chu Dương. Ví dụ như Trần Thiếu của Trần gia, nếu Chu Dương không muốn, hắn không có cơ hội nói chuyện với anh. Một ví dụ khác là Giang Bắc của Giang gia, bởi vì nói năng thô lỗ với Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân ở trước mặt Chu Dương nên bị đích thân Chu Dương đánh tàn phế. Còn có Trương Đào của Trương gia cũng bị như vậy. Bây giờ, Trần Lễ giới thiệu những người nhỏ tuổi này với mình. Chu Dương suy nghĩ một chút, cũng đã nghĩ ra ý đại khái bên trong đó. Chẳng qua lúc này ánh mắt của Chu Dương rơi vào trên người Tôn Liên của quỹ đầu tư Thời Thượng. Bà ấy không chỉ là người phụ nữ duy nhất có mặt tại đây, mà còn bởi vì thế lực mà bà ấy đại diện. Quỹ đầu tư Thời Thượng, trong thời gian này, Chu Dương gần như mỗi ngày đều nghe thấy cái tên này. Ngoài một số thông tin của quỹ đầu tư Thời Thượng được biết từ miệng của Trương Kiệt, Thẩm Bích Quân và Tô Vĩ cũng thường đề cập đến. Cũng bởi vì quỹ đầu tư Thời Thượng không chỉ là một tập đoàn đầu tư có thực lực vô cùng lớn mạnh. Tài chính nắm vững trong tay thậm chí có thể mua đứt một gia tộc lớn như Tô gia ở Đông Hải. Thậm chí chỉ cần quỹ đầu tư Thời Thượng tiết lộ ý định thu mua, lập tức sẽ có vô số người chen lấn muốn tham gia. Không chỉ như vậy, phạm vi mà quỹ đầu tư Thời Thượng có thể vươn đến không chỉ là một tỉnh như tỉnh Tương Tây, mà còn bao phủ gần như toàn bộ Hoa Đông và Hoa Nam. Thậm chí ở Đông Hải cũng có một quỹ đầu tư Thời Thượng. Chương 378. Có điều, trước đây Chu Dương không tìm hiểu về quỹ đầu tư Thời Thượng, cũng không quan tâm đến. Lần này, khi đến tỉnh Tương Tây, Chu Dương cũng đã biết nhiều thông tin của quỹ đầu tư Thời Thượng từ Trần Thế Hào. Hóa ra nó là sản nghiệp của Chu gia,
tài chính trong đó đều là quỹ đầu tư Chu Dương lấy ra thành lập mỗi năm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho con cháu Chu gia bắt đầu lập nghiệp. Nhưng Trần Thế Hào cũng từng nhắc nhở Chu Dương không nên tiếp xúc nhiều với quỹ đầu tư thời thượng. Còn với nguyên nhân trong đó, Trần Thế Hào không nói, Chu Dương cũng không hỏi nhiều. Chu Dương cũng có thể đoán ra một hai nguyên nhân trong đó. Sau một hồi im lặng, Chu Dương từ từ gật đầu với mọi người coi như bày tỏ chính thức gặp mặt. Chu Dương, hôm nay cậu đến đây là có việc gì sao? Nhìn thấy Chu Dương không kiêu căng, Trần Lễ cũng vô cùng vui vẻ. Dẫu sao nơi đây là Trần gia, nếu Chu Dương có thái độ không tốt với người khác, thì cũng xem như là coi thường Trần Lễ. Trần Lễ vừa nói xong, ánh mắt của những người khác đều tập trung vào người Chu Dương. Bọn họ cũng muốn biết chuyện gì xảy ra khiến hôm nay Chu Dương đột ngột đến thăm Trần gia. Tôi đến để nhắc nhở mọi người rằng Giang gia sau này sẽ có hành động, mà mục tiêu chính là mọi người. Chu Dương gật đầu, cũng không do dự, trực tiếp lên tiếng. Trong phút chốc, toàn bộ đại sảnh liền trở nên yên tĩnh. Những người nhỏ tuổi từng người một đều im lặng, không dám nói, rất sợ lúc này nói ra lời cấm kỵ gì đó. Những gia chủ gia tộc và người tai to mặt lớn cũng im lặng trong chốc lát. Ngay cả một số gia chủ lớn tuổi vốn dĩ đang uống trà, lúc này cũng lặng lẽ đậy nắp tách trà lại, đặt chúng lên bàn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người Chu Dương. Trong đó có nghi ngờ, không tin tưởng, ngờ vực, giận dữ, coi thường. Chu Dương không biết nên mô tả như thế nào, nhưng anh có thể cảm nhận được một số cảm xúc từ trong mắt của mọi người. Trong số đó, vẻ mặt coi thường của Hoàng Tam Lập thuộc quỹ đầu tư Cốc Chính khiến Chu Dương ấn tượng nhất. Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng. Tôi biết cậu còn trẻ tuổi đắc ý, cửa hàng của công ty Danh Dương bây giờ đang vô cùng nổi tiếng. Có quyền thế lớn mạnh ở Trường Sa, nhưng đôi lúc khi nói chuyện cũng phải phân rõ trường hợp, nhìn xem rõ mình đang nói chuyện với ai. Hoàng Tam Lập khoảng 30 mấy tuổi, đeo gọng kính màu vàng, khiến hắn trông càng thanh lịch hơn. Chu Dương không biết tên thương hiệu bộ đồ vest đắt tiền trên người hắn, càng khiến hắn trông như một người thành đạt. Hoàng lão đệ tại sao lại nói như vậy? Lúc này, Triệu Quế Cát, gia chủ của Triệu gia, cũng cười hề hề nói. Triệu Quế Cát là một ông già hơn 50 tuổi, mái tóc trắng bạc được chải cẩn thận sau gáy, đôi mắt nhỏ hơi nheo lại, tạo thành một sự tương phản rõ ràng với đôi má béo xệ. Ha ha, chưa kể đến tiếp theo Giang gia có hành động gì, cậu ta là người ngoài cuộc, hơn nữa còn là người có thù với Giang gia. Sao cậu ta có thể biết được, cho dù cậu ta biết, tại sao lại trực tiếp nói với chúng ta chứ? Hoàng Tam Lập nhấc tay nâng gọng kính. Một tia sáng lóe lên trong mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, như thể hắn đã phát hiện ra chuyện gì đó không bình thường. Theo quan điểm của hắn, những gì Chu Dương vừa nói có đầy sơ hở. Ngoài hai điểm đáng ngờ mà hắn vừa nói, mối hận thù giữa Chu Dương và Giang gia là điểm nghi ngờ lớn nhất. Mọi người khắp tỉnh Tương Tây đều biết giữa Chu Dương và Giang gia có thù sâu oán nặng. Chu Dương trước đây đã đánh tàn phế Giang Bắc đứa con trai duy nhất của Giang Hành Phương, hại ông ta mất tư cách để cạnh tranh vị trí gia chủ. Sau đó, thậm chí còn chống đối hai ba lần với Giang gia. Lần gần đây nhất cũng chỉ nửa tháng trước, dẫn người đến gây rối tại bữa tiệc của Giang gia, khiến Giang gia mất hết thể diện. Nếu nói hành động tiếp theo của Giang gia, mục tiêu là Chu Dương, trái lại có thể khiến mọi người tin tưởng hơn. Thế nhưng bây giờ Chu Dương nói người mà Giang gia đang nhắm vào là bọn họ. Theo quan điểm của Hoàng Tam Lập, đây chắc chắn là đang gây rối chia rẽ. Chu Dương muốn mượn tay bọn họ để đối đầu với Giang gia. Những lời của Hoàng Tam Lập nói rất hợp lý, ít nhất là sau khi hắn nói xong, Triệu Quế Cát, gia chủ của Triệu gia và Lưu Phong, gia chủ của Lưu gia, tất cả đều tỏ vẻ nghi ngờ, không nói gì mà chỉ bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Đinh Đào gia chủ của Đinh gia và Tô Liên của quỹ đầu tư thời thượng cũng không lập tức bày tỏ thái độ của họ. Lúc này, dường như chỉ có mình Chu Dương nổi bật trong toàn bộ đại sảnh. Chu Dương, cậu nhận được tin tức này từ đâu? Có bằng chứng nào không? Trần Lễ thấy vậy. Trong lòng thầm than khổ, ông không ngờ Chu Dương đến đây để nói lời như vậy. Với lại, chuyện quan trọng nhất là tất cả bọn họ vừa mới bàn bạc xem Giang gia tiếp theo sẽ làm gì, sẽ nhắm vào ai. Mọi người còn chưa bàn ra kết quả cuối cùng thì Chu Dương nói lời như vậy, chắc chắn sẽ khiến mọi người vô cùng sợ hãi. Cho dù lời Chu Dương nói là đúng, nhưng sắc mặt nhiều người cũng lộ ra vẻ do dự. Thế nhưng để tránh xung đột giữa hai bên, Trần Lễ vẫn phải đứng ra giúp Chu Dương giải thích. Hỏi dò về nguồn gốc thông tin của Chu Dương coi như để hỗ trợ cho Chu Dương. Không có, Chu Dương lắc đầu, thản nhiên nói. Anh không bất ngờ về phản ứng của mọi người, thậm chí còn nghĩ đó là chuyện bình thường.
Chuyện này giống như vừa nãy khi Giang Hành Phương đến cửa hàng nói muốn hợp tác với Chu Dương, phản ứng của nhóm người Chu Dương cũng giống như vậy. Không tin, nghi ngờ, ngờ vực, dẫu sao giữa Chu Dương và Giang gia có oán thù, tại sao Giang Hành Phương muốn hợp tác với Chu Dương? Tương tự, tình hình bây giờ cũng vậy, mọi người có mặt tại đây trái lại không có thù hận gì với Chu Dương. Nhưng giữa bọn họ và Giang gia có một số hiềm khích. Trong bữa tiệc của Giang gia, không chỉ có mình Chu Dương gây náo loạn, bọn họ cũng đã phản bác Giang gia. Bây giờ, một người có thù hận lớn nhất với Giang gia nói rằng bước tiếp theo của Giang gia không phải là đối phó với người có thù hận lớn nhất, ngược lại muốn đối phó với đám người có chút hiềm khích như bọn họ. Sao có thể không khiến người khác hoài nghi trong lòng, nghi ngờ đây là đang gây chia rẽ, muốn mượn dao giết người. Dẫu sao từ xưa đến nay, chuyện như thế này đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Ha ha, không có, mọi người cũng đã nghe thấy. Cái gọi là tin tức không có bằng chứng giống như kích động cuộc chiến giữa chúng ta và Giang gia. Chu Dương, cậu vẫn còn quá trẻ, tầm nhìn còn hạn chế lắm. Hoàng Tam Lập nghe thấy những lời đó, lập tức mỉm cười, nhìn vào ánh mắt của Chu Dương, cũng có vẻ khinh bỉ, thậm chí trong lòng còn nảy sinh ý nghĩ chẳng qua cũng chỉ vậy. Hắn còn cho rằng Chu Dương gần đây nổi tiếng ở tỉnh Tương Tây là một thanh niên tài giỏi như thế nào, đang nghĩ đến việc tìm người liên hệ để gặp mặt Chu Dương. Nhưng bây giờ đã nhìn thấy, trong lòng của Hoàng Tam Lập lại vô cùng thất vọng. Thật ngại quá, tôi không biết anh đang nói gì. Tôi đến đây chỉ để nhắc nhở Trần gia, bảo bọn họ cẩn thận đề phòng một chút. Còn việc bọn họ có lắng nghe hay không, thì không phải là việc của tôi. Chu Dương đột nhiên nói, hơn nữa giọng điệu trầm thấp, thậm chí còn có chút châm biếm. Còn các người, Chu Dương chỉ ngón tay vào mọi người, miệng hơi nhếch lên, cười hờ hững. Liên quan quái gì đến tôi? Chu Dương nói xong, liền nói lời tạm biệt với Trần Lễ, sau đó dẫn Ngưu Xuyên đi thẳng ra ngoài. Chương 379. Chu Dương nói xong liền rời đi. Lúc này, sắc mặt tất cả mọi người trong phòng đều đỏ bừng. Đặc biệt là Hoàng Tam Lập và người từ đầu luôn hùa theo Hoàng Tam Lập Triệu Quế Cát gia chủ của Triệu gia, lúc này trong lòng càng thêm hoang mang. Bọn họ không ngờ Chu Dương sẽ nói như vậy. Thật sự là mặt dày, vô liêm sỉ. Chu Dương, cậu thật láo xược. Triệu Quế Cát đứng lên nói, tay chỉ vào Chu Dương đã đi xa, chửi như tát nước, cũng không quan tâm đến phong thái và thể diện của người bề trên, giọng điệu vô cùng khó nghe. Thậm chí không ít người ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn ông ta. Hoàng Tam Lập vẫn ngồi yên trên ghế, mọi người còn tưởng Hoàng Tam Lập phong thái phi phàm, không so đo với người như Chu Dương. Nhưng Tôn Liên ở bên cạnh đã để ý, bà nhìn thấy, tay Hoàng Tam Lập đã nắm chặt vào thành ghế, thậm chí hơi run lên. Đây đâu phải rộng lượng, không so đo, rõ ràng là vô cùng tức giận. Còn về việc tại sao hắn không mắng chửi như Triệu Quế Cát, Tôn Liên cũng lười nghĩ. Bà nhìn thấy bóng lưng Chu Dương dần khuất xa, trong lòng bắt đầu tò mò. Trước đây Tương Tây không hề có một người như vậy, hơn nữa cũng chưa từng nghe được tin tức gì về Chu Dương. Còn trong thời gian này, tất cả những chuyện về Chu Dương, Tôn Liên đều nghe được từ trợ lý. Khi bà từ Chu gia trở về Tương Tây đến nay mới chỉ một tuần. Ông Trần, đây là Chu Dương mà mọi người luôn sùng bái sao? Tôi thấy cũng chỉ vậy thôi, đến cháu tôi còn mạnh hơn cậu ta. Triệu Quế Cát mắng chửi đến khi Chu Dương khuất hẳn khỏi tầm mắt mới chậm chậm ngồi xuống. Có điều cơn giận của ông ta vẫn chưa hết, càng không có thiện cảm với Chu Dương. Một người đứng sau Triệu Quế Cát nghe ông ta nói vậy, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, thậm chí còn hơi đắc ý. Ha ha, ông Triệu, ông cũng lớn tuổi rồi, cần gì phải tức giận như vậy? Tổn hại sức khỏe thì không tốt đâu, bớt giận. Trần Lễ vội vàng cười nói. Ông ta chỉ đành cười gượng lắc đầu, trong lòng cũng thấy bất đắc dĩ. Ông ta không ngờ Chu Dương lại đột nhiên nói ra những lời đó, thậm chí trong mắt Chu Dương, mấy người bọn họ cũng chẳng là gì. Bất cứ ai nghe được câu này chắc sẽ cảm thấy rất tức giận. Mà bây giờ chỉ có một mình Triệu Quế Cát mắng chửi, chứng tỏ sức chịu đựng của những người khác cũng không tồi. Các vị, Chu Dương không biết hôm nay mọi người đến nhà tôi. Cho nên tin tức này vốn là cậu ấy chuẩn bị để nói với Trần gia. Trần Lễ im lặng một lát, đợi đến khi tất cả mọi người đều chú ý mới tiếp tục nói. Hơn nữa, có thể mọi người không biết, nhờ có Chu Dương, Trần gia tôi mới đạt được mục đích hợp tác ban đầu với Trương Thái Viêm gia chủ Trương gia, sau đó Trần gia tôi mới dám trở mặt với Giang gia. Cho nên tin tức này của Chu Dương, chúng ta có thể nghi ngờ, nhưng không thể không đề phòng. Trần Lễ nói xong, yên lặng chờ những người khác phản ứng. Dù sao ông ta cũng đã nói đến đây, thậm chí nói luôn cả quan hệ của Trần gia và Trương gia.
Làm vậy để chứng tỏ lời Chu Dương nói rất có khả năng là thật. Nhưng Trần Lễ cũng không giúp người khác giải quyết, mà chỉ để họ tự suy nghĩ kỹ. Dù sao việc tin Chu Dương, ông ta chỉ có thể đại diện cho Trần gia chứ không thể đại diện cho gia tộc khác. Trong chốc lát, tất cả trở nên im lặng. Trần Lễ vừa dứt lời, có người lộ ra vẻ nghiêm trọng, có người lại khẽ cười chẳng thèm quan tâm. Trần gia chủ, tôi lại không cho là vậy, lời của Chu Dương không logic chút nào, phải biết rằng, Chu Dương mới là người có nhiều mối thù sâu sắc nhất với Giang gia không đối phó cậu ta, sao lại đối phó với chúng ta chứ, chúng ta liên hợp cùng nhau, cho dù là Giang gia muốn động vào chúng ta, cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Hoàng Tam Lập từ từ đứng lên, nhìn quanh một vòng, lạnh lùng cười. Trước kia tôi còn tưởng Chu Dương có bản lĩnh lớn, tuổi trẻ tài cao thế nào, bây giờ xem ra cũng chỉ vậy thôi. Hoàng Tam Lập nói xong, chắp tay chào Trần Lễ và mọi người rồi đi thẳng. Đã có người đầu tiên rời đi thì sẽ có người thứ hai. Vài phút sau, Triệu gia gia chủ Triệu Quế Cát cũng chào tạm biệt và rời đi. Lưu gia chủ im lặng một lát, rồi cũng đứng dậy. Trong vòng một giờ đồng hồ đã có 7, 8 gia tộc nhỏ rời đi. Trần Lễ vẫn im lặng, không biểu hiện bất kỳ thái độ và ý kiến gì đối với việc này. Nhưng ông ta biết, 7, 8 gia tộc đi sau đều là những gia tộc nhỏ phụ thuộc vào Triệu gia và Lưu gia. Giống như Trần gia phụ thuộc vào Giang gia, Trần gia, Đinh gia, Triệu gia, Lưu gia là gia tộc hạng trung, cũng sẽ có những gia tộc nhỏ hơn dựa vào. Qua nửa giờ nữa, cuối cùng cũng không có thêm người rời đi. Lúc này vẫn ở lại đây, ngoài Trần gia, còn có Đinh Đào gia chủ của Đinh gia, Tôn Liên và vài gia tộc nhỏ khác. Có điều, so với Đinh Đào và Tôn Liên luôn bình tĩnh, thì gia chủ của những gia tộc nhỏ khác trong đều rất lo lắng. Thật ra bọn họ cũng muốn đi, nhưng bọn họ vẫn rất lo lắng. Thực lực bọn họ không mạnh, rất nhiều lúc phải đưa ra sự lựa chọn. Mà lần này, bọn họ chọn tin lời Chu Dương. Cho dù tin sai cũng không ảnh hưởng đến đại cục, nhưng nếu là thật thì bọn họ phải chuẩn bị sớm, rất có thể sẽ giúp bọn họ bớt đi rất nhiều thiệt hại. Bán tín bán nghi, trong đó có nhiều khác biệt, rất nhiều gia tộc nhỏ khó mà tiếp nhận. Ông Đinh, sao ông lại không đi? Trần Lễ thấy không có ai rời đi tiếp, trong lòng cũng nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Về tình về lý, ông đều tin Chu Dương, vì Chu Dương không có lý do gì hại Trần gia. Còn theo tình huống thực tế, Giang gia tiếp theo sẽ đối phó với bọn họ cũng không phải là không có khả năng. Hoàng Tam Lập vừa rồi nói cũng có lý, Chu Dương trước mắt là người có thù oán sâu nhất với Giang gia, mà những gia tộc của bọn họ đoàn kết với nhau, cho dù là Giang gia cũng không thể nào lay chuyển. Nhưng suy nghĩ của Hoàng Tam Lập hơi vọng tưởng, hắn chỉ nghĩ đến việc Chu Dương là người có thù oán sâu nhất với Giang gia, không nghĩ đến việc Giang gia đã chịu thiệt mấy lầy trong tay Chu Dương, mà lần nào Giang gia cũng không thể làm gì Chu Dương. Còn những gia tộc này, tuy có thể đoàn kết lại, nhưng đến lúc chính thức đối mặt với đòn trả thù của Giang gia, mọi người liệu còn có thể đoàn kết như vậy không? Phải biết rằng mỗi một gia tộc đều là một cá thể. Nếu đã là cá thể, vậy thì sẽ có nhu cầu và suy tính của riêng mình, còn có việc cần kiêng dè. So sánh như vậy, Chu Dương chỉ là một người, hơn nữa còn là người chủ chốt trong nhóm người của anh. Ai đoàn kết, ai phân tán không khó để nhìn ra. Giống như hôm nay, chỉ riêng chuyện Chu Dương nói bước tiếp theo Giang gia sẽ đối phó với bọn họ, mọi người đã bắt đầu phân nhánh chia rẽ. Khó tránh được sau này khi Giang gia đối phó với mọi người sẽ không có sự chia rẽ. Ha ha, ông Trần, ông còn chưa hiểu tôi sao? Nếu nói sợ, ông thấy tôi từng sợ khi nào chưa, dù sao Giang gia sớm muộn cũng chèn ép chúng ta, sớm muộn đều vậy thì chuẩn bị trước không có gì là không thích hợp. Đinh Đào khô tay, thản nhiên nói. Nhưng tôi hơi tò mò, tại sao Tôn Tổng vẫn còn ở đây, tôi nhớ quỹ đầu tư thời thượng mấy người không có bất kỳ mâu thuẫn nào với Giang gia đúng không? Đinh Đào nói xong, ánh mắt liếc qua Tôn Liên, khóe miệng hơi cong lên, vô cùng hứng thú với mục đích của Tôn Liên. Lúc này, Trần Lễ cũng nhìn qua với vẻ mặt hiếu kỳ. Dù sao, cả Tương Tây, nếu nói thực lực, ngoài 5 gia tộc lớn, thì quỹ đầu tư thời thượng là bí ẩn nhất. Không phải chưa từng có người có ý đồ với quỹ đầu tư thời thượng, nhưng không ai ngoại lệ, đều thất bại thảm hại. Thậm chí, đến cả Dư gia đứng đầu 5 gia tộc lớn cũng từng dòm ngó quỹ đầu tư thời thượng. Chỉ là sau này, Dư gia cũng từ bỏ, nguyên nhân bên trong không ai biết được. Nhưng từ đó về sau, toàn Tương Tây không ai dám xem nhẹ quỹ đầu tư thời thượng nữa. Tôi chỉ tò mò về Chu Dương thôi. Chương 380. Chỉ tò mò về Chu Dương. Tôn Liên thờ ơ nói xong bèn bưng ly trà của mình lên nhấp một hớp nhỏ. Còn Trần Lễ, Đinh Đào và vài người của các gia tộc khác, toàn bộ đều nhìn bà ấy một cách lạ lùng.
Cho dù là những người không biết thân phận và địa vị của Tôn Liên một cách cụ thể thì lúc thấy bà có thể dùng tư cách là phụ nữ ngồi chung một chỗ với các đại gia tộc của Trần Lễ, Đinh Đào cũng tự khắc hiểu được thân phận của bà không hề bình thường. Nhưng lúc này Tôn Liên lại nói, bà ở lại cũng chỉ vì hiếu kỳ về Chu Dương. Nếu đổi lại là ai khác, sợ rằng rất khó mà tin được. Phải biết rằng, quỹ đầu tư thời thượng trước kia chẳng liên quan gì tới đám Chu Dương. Tôn Liên cũng chỉ mới gặp Chu Dương một lần. Lần đầu gặp Chu Dương, đã tò mò đến thế, không tiếc gì mà dám tranh cãi với Hoàng Tam Lập, Triệu Gia, Lưu Gia, còn ủng hộ cách làm vừa rồi của Chu Dương. Nếu đồn chuyện này ra ngoài thì mấy ai dám tin, nhất định sẽ cho rằng đây chẳng qua là một trò đùa bậy bạ. Nhớ có ai đem lòng ngưỡng mộ Tôn Liên hoặc có ác ý với quỹ đầu tư thời thượng, thì có thể sẽ đánh người nào dám đồn bậy xem như dậy đời. Chuyện này trước đây cũng chưa từng xảy ra. Cũng chính vì vậy, lúc này mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Tôn Tổng, thứ lỗi nhưng tôi nhớ đây là lần đầu bà gặp Chu Dương nhỉ. Bà mới quay về Tương Tây vào tuần trước, cho dù có hiểu biết thì e rằng cũng toàn là phiến diện. Trần Lễ hơi động đậy khóe miệng, che đậy sự kinh ngạc của mình rồi nhẹ nhàng nói. Ông muốn nói nghe nhẹ nhàng một tí, ít ra sẽ làm dịu bớt không khí ngột ngạt ban nãy. Nhưng Tôn Liên là ai chứ? Quỹ đầu tư thời thượng ở Tương Tây, bà là người nói một là một hai là hai, tính cách mạnh mẽ, cách làm việc cứng rắn, có rất nhiều lúc, chuyện nhiều người khác làm không được, đến tay Tôn Liên lại được hoàn thành nhanh chóng. Vậy nên cho dù có là trong cả hệ thống quỹ đầu tư thời thượng đi nữa thì Tôn Liên cũng có tư cách đứng nhất nhì, thậm chí là người cực kỳ quan trọng dưới trưởng Chu gia ở thủ đô. Đương nhiên, mọi người ở đây lúc này bao gồm cả Trần Lễ và Đinh Đào đều không biết quan hệ của Tôn Liên với Chu gia. Thế nhưng, xích mích giữa Dư gia với quỹ đầu tư thời thượng thì bọn họ biết, cả Tương Tây ai cũng biết. Đến thế lực lớn mạnh, đứng đầu năm gia tộc lớn là Dư gia cũng không có cách nào lay chuyển nổi quỹ đầu tư thời thượng, lúc đó, tất cả mọi người đều thay đổi cách nhìn về quỹ đầu tư thời thượng, từ đó về sau không còn xuất hiện những kẻ nào dám nghĩ bậy. Cũng vì như vậy nên khi Tôn Liên nói rằng chỉ hiếu kỳ về Chu Dương một cách thẳng thắn mới làm Trần Lễ ngạc nhiên. Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Tôn Liên, muốn xem bà có còn nguyên nhân gì khác không. Tuy rằng tôi không biết nhiều về Chu Dương, nhưng từ vài chuyện mà tôi hiểu được, vẫn có thể nhìn ra cậu ấy không phải một kẻ nói năng sằng bậy, hơn cả sẽ là một người có tâm tư khó lường. Tôn Liên khẽ mỉm cười. Ví dụ như đánh tàn phế người của Giang Gia, không sợ sệt gì khi đối diện với Giang Gia. Náo loạn ở bữa tiệc của Giang Gia, cả Giang Gia cũng không làm gì được với cậu ấy. Tôi còn nghe nói, quan hệ của cậu ấy và Trương Gia không tồi. Nghe thấy câu hỏi của Tôn Liên, Trần Lễ gật đầu. Ông ta cũng biết chuyện này, lúc đầu Trần Gia có thể liên lạc và hợp tác với Trương Gia đó là do Chu Dương làm cầu nối. Nếu không, với địa vị của Trần Lễ, chỉ e chưa đủ tư cách nói chuyện với gia chủ Trương Gia Trương Thái Viêm. Suy cho cùng, nghiêm túc mà nói thì Trương Thái Viêm lớn hơn Trần Lễ hai thế hệ. Quan hệ đúng là không tệ, như tôi biết được thì Trương gia có một người là Trương Kiệt, người này là bạn học thời đại học với Chu Dương. Trần Lễ chậm chậm nói, chẳng qua có vài chuyện, ông ta cũng chỉ hiểu qua loa, muốn đào sâu thì có hơi khó. Hơn nữa địa bàn chính của ông ở Trường Sa, vẫn chưa có sức ảnh hưởng gì ở Đông Hải. Có điều, trừ việc này ra, những người xung quanh Chu Dương cũng không tồi. Trần Lễ cười nói, trong đầu đột nhiên hồi tưởng về nhóm người bên cạnh Chu Dương. Ai nấy đều có tính cách đặc biệt, nhưng lại không làm người khác ghen ghét. Hử, sao lại nói vậy, bây giờ Tôn Liên càng hiếu kỳ hơn. Bà chỉ nghe nói vài chuyện xảy ra xích mích giữa Chu Dương và các thế lực ở Tương Tây, nhưng lại không hiểu gì về những người và thế lực bên cạnh Chu Dương. Bà biết công ty sau lưng Chu Dương là công ty Danh Dương ở Đông Hải, được xem như một công ty mới nổi gần đây, bà từng nghe nói từ người phụ trách quỹ đầu tư thời thượng ở chi nhánh Đông Hải. Trừ việc đó ra, Tôn Liên không biết gì hơn. Thấy Tôn Liên có hứng, Trần Lễ cũng yên tâm không ít. Tuy rằng quan hệ giữa ông và Chu Dương không sâu đậm gì lắm, nhưng hôm nay Chu Dương đặc biệt ghé đến nhắc nhở, phần tình cảm này ông cũng phải nhận. Nếu có thể tăng thêm ấn tượng về Chu Dương trong lòng Tôn Liên, nói không chừng là một chuyện tốt đối với Chu Dương. Tôn Tổng, Chu Dương đến từ Đông Hải, hiện giờ đang làm việc ở công ty Danh Dương, là người phụ trách của hai dự án được trời phù hộ, cực kỳ hot với số lượng tiêu thụ khủng. Theo những gì tôi biết được, hai dự án này mỗi tháng đều mang về gần 5 tỷ tiêu thụ cho Danh Dương. Trần Lễ chậm rãi nói, thật ra nói tới đây, trong lòng ông ta cũng cực kỳ kính nể. Dự án như thế nào mà có thể mang lại mức tiêu thụ nhiều đến mức đó cho một công ty trong thời gian ngắn vậy? Dù gì Trần Lễ cũng chưa từng chứng kiến,
nhưng điều này không gây trở ngại cho việc Trần Lễ biết được sự lợi hại bên trong. Uống một hớp trà, Trần Lễ lại tiếp tục nói. Ngoài việc này ra tôi còn nghe được Chu Dương đã chỉnh đốn được cơ bản cả ngành mỹ phẩm ở Đông Hải, công ty Danh Dương cũng thuộc ngành công nghiệp mỹ phẩm ở Đông Hải, hoàn toàn xứng đáng là một ông vua không ngai vàng ở đây. Hơn nữa, ngành truyền thông ở Đông Hải cũng thành lập một hiệp hội ngành nghề riêng dưới sự tác động của cậu ấy, còn có một quỹ truyền thông. Còn về một vài chuyện nhỏ khác của Chu Dương, tôi không biết nhiều lắm, chỉ nghe nói cậu ấy có quan hệ rất tốt với giáo sư ở Đại học Đông Hải, còn có một tổng biên của một công ty truyền thông lớn nhất của Đông Hải. Đột nhiên, Trần Lễ giống như nhớ ra gì đó, nói tiếp. Đúng rồi, lần này Chu Dương đến Tương Tây, đi theo còn có một từ đệ của Tô Gia ở Đông Hải, hình như là con trai duy nhất của gia chủ Tô Gia, tôi thấy trước mặt Chu Dương thì người đó cực kỳ cung kính. Còn có một người nữa, bình thường trông có vẻ lạnh lùng ít nói, nhưng nghe nói đó là ông chủ của câu lạc bộ Silver Lake, cực kỳ có sức ảnh hưởng ở Đông Hải, cả làm ăn hợp pháp lẫn xã hội đen. Nói tới đây, Trần Lễ dừng lại. Ông đã nói hết những gì bản thân biết được về Chu Dương, còn những cái khác thì ông không dành nữa. Còn tại sao ông lại nói nhiều như vậy, trừ việc muốn trả ân cho Chu Dương ra ông còn muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt Tôn Liên? Suy cho cùng, thực lực của quỹ đầu tư thời thượng rất hùng hậu, có là Trần gia bọn họ thì cũng chưa chắc sẽ không có lúc cần đến quỹ đầu tư thời thượng trong tương lai. Còn Tôn Liên lúc này lại rơi vào trầm tư của riêng bà. Lúc Trần Lễ bắt đầu nói, bà cũng nghe nghiêm túc, nhưng trong lòng đã bắt đầu nghĩ, hoàn toàn không có gì ghê gớm cả. Kể cả hai dự án cực kỳ hot của công ty Danh Dương hay là con một của gia chủ Tô Gia, trong lòng bà nghĩ cũng chỉ có vậy. Tô Gia các người ở Đông Hải ghê gớm vậy nhưng có so được với Chu Gia không? Còn về hai dự án của công ty Danh Dương, Chu Gia vơ đại một sản nghiệp nào đó ra cũng đủ sức để bẹp. Nhưng những lời cuối cùng mà Trần Lễ nhắc đến, ông chủ của câu lạc bộ Silver Lake lại làm đôi mắt Tôn Liên chợt sáng, biểu cảm thay đổi trong chốc lát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.